rồi ở à, đến đây cho rồi là ý hả? Tại sao nhiều đồ? Ủa mẫu ơi, cái bên đây nó làm sao con? Vô lên đi mẫu. Uống vài bây sữa. Chị, yeah. Cái cộng dây nè, bữa hôm kia anh mua cộng dây này kim cương. Ừ. Rồi hôm qua qua đổi lên cho lỗ 10% rồi. Rồi. Rồi bữa nay anh không chịu nữa, anh đổi cái nữa. Rồi cho anh nói ngang đi. Vậy chị, em cảm ơn chị. Cái này bơm cái gì mẫu? Thì bơm rồi cái lá nó về mẫu rồi. Nghiệp nè. Nàng có bơm gì không? Đưa ra luôn nè. Nhà mày đưa bà lên đi, tao lên bà lên đi, bơm mai lên đi. Tao lên bà lên đi, sao mày bơm cái này hoài, tao gầu tao quá nè. Hello mấy chị nè. Hẹn 10 đi đi công chuyện mấy bà ơi. Quải chết tôi mấy anh, tôi không cho tôi về, hỏi hoài. Mấy anh không có cho về. Trời ơi. Rồi rồi đó là cái gì đây đây. Rồi con căng có đó xong chưa? Chú gì chú gì? Chú gì lên lầu đổi cái đèn ở đó, đổi con dẹo á. Đổi của ăn thợ này trên lầu đi, lấy cái đèn nào có cái nắp đó con xuống đem để đông lai chú gì. Còn đèn hai kia chú gì có sửa không? Đó kìa đổi thôi chứ đâu có gì đâu, cái đèn lên rồi. Rồi đem xuống đây. Nó bị cái gì á. Trời ơi. Rồi. Hello mấy chị xinh đẹp. Gọi chưa mẫu mày điếc ngoại con gái yêu. 200 mấy rồi, giờ nhiêu rồi? Trả đây luôn đi, trả luôn kia đi. Nữa bán sao đi con. À, đưa 200 mấy 300 món ở đây lẹ lên, tao like rồi nè. Hello, hello mấy chị xinh đẹp. Ta like rồi. Thì giờ chú cứ đi xuống đi làm cho. Bữa nay em lên bờ lên với mấy chị 300 máu nha. Lên nhanh nha. Ồ, em chào mấy chị xinh đẹp nha. Đây em nhắc là mấy chị này cần lên còn 50kg hả? Ghê gớm chưa? Hello, hello, hello. Em lên sòn nè. Máu xong đưa qua luôn đi mẫu. Có số tài khoản nha con. À, sao vậy? Sao không làm gì chậm nha hả? Dạ mới bắn sáng lượng trăm mấy chục món nè. Không được đâu, giờ con ấy đi, cắt đi chứ giờ gì sao được. Cậu quá. Thì làm hoài giờ là không chết luôn. Tranh thủ đi quơi. Ta lừa ra tới mấy ông ấy đi chơi, mấy ông từ từ tầm tầm hoài. Lên em mấy cái này trước đi mấy chị, để nó tay em chi chưa ấy ra cái mấy chị ơi. Trời ơi, tôi khổ tôi dễ sợ luôn. Nè, ai nhanh còn chậm mắt. À, Linh ơi, bưng 2-3 mâm sọn thôi, chị lên, xeo luôn lên. À, bưng 3 mâm cho, 3 mâm lớn á. Xeo cho mấy chị xinh đẹp đi. À, đa bông nó lên, chị Nguyễn Liễu 55 chịu chưa? Dạ, à, nè, con mở đèn nó lên đi con. Trời ơi, nè, mấy chị xả nè. Tranh thủ đầu like mua đôi này nè, nguyên đa bông ghép sọn có 16.500.000 thôi. 16.500. Ai bỏ lỡ tiếc chùm em. À, đưa bà Linh vòng tay lắc tay lên cho chị luôn nha. Rồi, chốt đơn rồi em. Ai bỏ lỡ tiếc nha, tôi lại đúng 500k nha mấy bà. Chào Quỳnh Giao, chào Thảo Nguyễn, chào Ngọc Dương, chào Hoa Độ Phường, chào Dung Lê Thị Trinh, chào Liên Dương, chào Mi Su, chào Lăng Ngọc Diễm, chào Xem Ngọc, chào Ngọc Phạm, chào Trúc Ly, chào Thị Khánh Linh nha, chào Nga Vũ Quỳnh Giao nha. Hello mấy chị yêu xinh đẹp nè. Tranh thủ giùm chị đi. Trời, tôi đợi mày 15 phút đó. Súng nhau cắt cái cho chị đi con. À, rồi 16.500 chốt đơn nè con. Chào cái này đấy, chào cái này. Đâu có sáng gì đâu, dẹp chứ gì. Sáng mà. Sáng hồi nào đâu mà sáng. Đổi cái đèn của con dẹo lên đi, con nó hư rồi. 16.500 nè em, chốt tình yêu Trương Hằng nè. Mấy chị ơi, lưu ý giùm em một số tài khoản duy nhất 24-27 sau lưng trên đầu giùm em. Bữa nay đi công an chứ không có đi đâu hết trơn á. Chị đó chị bị gạt 33 triệu bên Singapore. Việt Nam nước ngoài gì một số tài khoản duy nhất là 24-27 thôi. Chốt hàng duy nhất một cái trang với Vinh đang like tiệm vàng Kim Hương Vinh có dấu tích xanh. Bé Vinh không có chốt Zalo, không có chốt trang cá nhân.
mấy chị thấy cái trang nào mà gọi điện thoại mà gặp mặt nhau là giả nha, vì em đang chốt tranh bay. Mấy chị có cần điện gặp bé Vinh trực tiếp là điện 03396 số 2, điện hotline, chứ không có chốt tranh bay trang cá nhân hay trang Zalo hay là một cái trang nào nữa nha cả nhà. Rồi 16.500.000 ngày mai em chốt đơn. Rồi ok, không để em cộng bự đó con. À, 37.300.000 em chốt cho mấy chị giá 24.500.000 ngày mai em giá quỷ diệt. Dạ ok chị xinh đẹp, 16.500.000 em chốt cho Trương Hằng. Chế ơi chế đừng để số điện thoại lên trên đây nha. Mua hàng mình được chốt đơn, em đọc tên mới có tin nhắn như đẩy vô nghe cả nhà. Em không đọc tên mà có tin nhắn đẩy vô là giả. Chuyển đặt cọc 2 triệu 3 triệu giùm em thôi. Bờ lên từ từ em đang cắt tem lên cho mấy chị kìa, nó đang tới liền. Từ từ đi mấy chị, xong lên được nhà mấy chị tắm VV Swan 3 cộng nha. VV Swan 3 cộng chốt 24.500.000 form lớn luôn mấy bà nhìn em nè. Đẹp cực kỳ tuyệt vời. 24.500. Nước y còn không? Nước y còn thì để cho ta cho Thảo, chứ sợ nó không còn nó hả? Để còn như kiểu để cho em Thảo ha. Này em lên 2 mâm ý sale cho mấy chị luôn. Đẹp cực kỳ giá mang, mấy bà tranh thủ vô luôn mang em nè, 20 tháng 10. Đó, nguyên mâm này em sale 1 triệu, 1 triệu mốt, 1 triệu hai. À, rồi 24.500. Ờ à, gì bớt cho em 27 triệu đi cưng. Ok. Ok nhỏ ơi, em kêu nó đưa cái số 27 cho nó đi cưng, em xinh đẹp. 24.500.000. Sòn nào mà có dính luôn chủ như mấy cái 10-15 suốt cuộc đời nha cả nhà. Còn không có dính chủ thì vẫn là 15-20. Còn trong tháng thì 10-20 dùm em đâu này. Mãi mãi một tình yêu dùm em 24-27 đi mấy chị ơi. Rồi 24.500.000 dùm em. Mấy chị ơi cái form nó lớn lắm mấy chị, ở dưới nó 3-4 hàng. Không có ai bán giá này cho mấy chị đâu. 24.500.000. 24.500.000. Rồi nè, nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương form to nha. Bình thường mua 25, 26 triệu, 27 triệu nè mấy chị. Bữa nay chốt đơn với mấy chị giá 19 triệu chiếc nhẫn này. 19 triệu. Một chiếc duy nhất luôn, 27.800.000. Xe cho 19 triệu. Bán 20 tháng 10 cho mấy chị đó, xinh đẹp. Chị nào mà đổi mẫu hoài thôi con ấy đi con ơi, off build đi con ơi. Sao mà còn lên cự nữ gì nữa, nhức đầu chịu không nổi. Cả em lần 3 món luôn này mấy chị xinh đẹp ơi. Chốt luôn cái lắc tay này cho mấy chị giá lỗ luôn 34 triệu. Nó có luôn cái hộp trụ Amaro 4 ly trên đây luôn nha, 34 triệu nha. Lưu ý giùm em chốt cho Lisa Lê. Được đọc tên mới có tin nhắn đẩy vô, không được đọc tên có tin nhắn đẩy vô là giả. Mấy bà lưu ý giùm em cái nghe mấy bà ơi. Nè 19 triệu nè con. Dạ yeah, bữa nay sơn móng tay mới chị xinh đẹp. Em sơn màu xanh xám, sơn nó gai giống như màu xanh dương chị ha. À, rồi 19 triệu bây giờ hết. Rồi lắc tay 34 triệu giùm em. Rồi em lên sen kẻ ý với sòn cho mấy chị luôn nha. Sen kẻ ý với sòn luôn giùm em. Rồi chốt đơn luôn em 34 triệu. Đặt cọc 2 triệu 3 triệu nha. Để chuyển hết luôn à hả? Chuyển hết luôn thì chuyển đúng số tài khoản sau lưng trên đầu em nha. À, nhớ mà em ha, 34 triệu giùm em này. Trời to đùng luôn mấy chị gái ơi, có 34 triệu. Cái này sao không? Cầm chị luôn hả? Hay là gì chứ để bên đây. Gì nè. Ngon gì sợ. Con bẻ đầu nó qua được mà. Ờ. À, đó chú Duy xinh đẹp. Đẹp không? Dạ, xin màu đỏ. Ờ, à, để nói em sơn màu đỏ. Đây 34 triệu giùm em chiếc nhanh lắc này. Trời, cái này là khách xả đơn á chị gái yêu ơi. Không có giá này đâu mấy chị gái ơi. 34. À, gắn hào chủ luôn ha. Rồi tôi biết rồi, ok. Bông tai sòn, đưa cái ghép tem con ơi. Chủ sòn 3,5-36. Em chốt đơn cho mấy chị giá hơi quỷ diệt luôn em nè. Em chốt cho mấy chị 30.500.000. 30.500.000. Cái vỏ không 33-34 triệu rồi mấy chị gái xinh đẹp. Nguyên một đôi luôn 30.500.000. Giá quá đẹp cho một cuộc tình luôn nha. Đó à, nè 30.500.000. Chủ sòn 3,5-36 luôn em. Em lên ý sale cho mấy chị luôn ha. Có hai mâm ý sale cực kỳ đẹp. Sòn bữa nay xài của IXL luôn mấy chị. IXL. Rồi em có cái dòng bông mai này ni tay 50-51-52. Em sale cho mấy chị luôn 1.099.000 nha. 1099. Đây trơn luôn nghe mấy bà. Một chiếc duy nhất kèo VIP nha. 14.278.000.
14278. Của em lợp này em sale cho 1,2 triệu. Em không có mắc nói nha. Ni tay chị nào ni tay 50 trở lại giùm em là chốt đơn. Ni tay 50 trở lại giùm em sale cho 1,2 triệu. Và màu son mã mấy ha? Quá trời nhiệt tình rồi. Màu son mã 80 ha. 80 con 8 mấy bà ơi. 30,500 triệu. Lưu ý giùm em cái miệng em như là chú chỏm nha mấy chị. Một số tài khoản duy nhất 24-27. Bây giờ tụi nó hay có cái chương trình là lần đầu tiên đặt cọc là đặt cọc cho em. Lấy lòng tin của mấy bà, lần sau là chuyển cho nít giả nha. Rồi em chốt cho chứ. 1,2 triệu là rẻ nhất thế giới rồi, tình yêu phú quý Ngọc Ngân ơi. 30,500 triệu. Rồi chốt nè con gái. Mày ngặt mày đứng hoài đi con. Mày lên mày yên nghỉ giùm mẹ thôi. Trời trời. 14,278 triệu nghe như tiểu thơ vậy. Ở chủ tiệm vàng người ta làm từ giờ ta ngồi yên nghỉ 800 đời rồi mà nó đi làm mướt, mà nó đi xài lòng vòng hoài, nó ngồi hoài đó. 47,400 triệu sale cho 1,2 triệu. À, gà bông tay 30,500 triệu chốt với Thí Diễm rồi. Coi Võ Thị Mỹ Kim lộn đi lộn ơ nè. Chốt like mấy chị, ai được đọc tên là có đơn vô trong chuyển bill cọc liền nhìn em cho em xin 2,3 triệu. Nếu như đơn mình thu hộ trên 20 thì sẽ chuyển thêm. Lúc chụp bill chuyển thêm khoảng 2-3 ngày nó sẽ chuyển thêm. Còn nếu không trên 20 triệu thu hộ dưới 20 triệu không cần chuyển thêm. Berlin để em chút xíu đi, em lên mâm ý đi xong em lên Berlin. 14,278,000 rồi chốt cho Hoàng Yến cái vòng tay siêu đẹp. Lắc tay là không có 52 vừa mà 50 giùm em. Hân Hào với Vinh chào, Lân Nguyệt với Vinh chào, An Khoa với Vinh chào. 47,400,000, 1,2 triệu một gam là em bao rẻ rồi, khỏi trả giá mất công mấy chị ơi. Bữa nào mà em trả được là em chơi với chị liền à. Nè em có cái lắc sắn này, đưa cái ghế ra, ra cho cô cái ghế đen qua đây đâu, mai tao mỏi đứt nó cu quá. Thôi rồi, rồi đây đi. Rồi. Ê nó nghe nè, mày để qua đây được không Linh, mày để đây nó vô nó hốt cái gọi Linh thôi. Vậy cái này ra ngoài đó mày giữ cho thằng Hào đi con. Hốt cái gồi luôn à. Bánh muối luôn à. Nam mô A Di Đà Phật. Vô mấy anh công an mấy anh hỏi hoài em nhức cái đầu chịu không nổi. Ờ à, mấy bà lưu ý giùm em nha, đừng để đi công an nữa mệt quá các bà ơi. Mà mấy công an, mấy công an anh bự bự đẹp trai nha. Đẹp trai nha mấy chị. Đẹp trai, công an đẹp trai. À, cho ly bê sữa nè. Rồi em chốt lắc tay nè. Rồi lắc sắn em sale cho 1,2 triệu. 4,4 triệu giùm em này. Ủa sao nhẹ vậy tía. 4,4 triệu. 16,500 triệu. Không có viên chủ chi Trương Hằng ơi, nó là học ghép. Mỹ Duyên ơi chị lấy cái này hay gì. 47,400 triệu Mỹ Duyên ơi. Tao lên ca tỏi bờ liền luôn đó. Cà là tao lên ý luôn đó. Đưa cái bút lông coi. Giờ mấy bay ngồi trong mệt muốn chết em. 14,278 triệu thôi nè. Này dòng này con. Xe cho 1,1 triệu nè. Cho bút lông con nó bay nữa rồi con ơi, nó bay. Bay màu nữa rồi. 1,2 triệu một gam. Rồi chốt tình yêu nào đây? Nguyễn Cẩm Nhung nè. 4,4 triệu. Ngồi chổng mà tôi mệt muốn chết. Cái ghế anh không có lóc đít gì trơn, tôi đau đít thế mẹ luôn. Cái ghế gì vậy? Tôi không có biết là lấy anh ơi cho em xin cái câu nằm anh làm lóc đít chứ. Đau tôi muốn chết. 47,400 triệu xem giá 1,2 triệu. Khoan lật có 1,2 triệu à bạn ơi. Bà trả giá tôi hoài, cái lắc này ta bán 1,5 triệu rồi. Một gam rẻ hơn 300,000-400,000 một gam. Cái dòng hoa á hả? Coi tình yêu Thảo Lê con. Coi cái đưa hình của Thảo Lê mẹ coi coi à, nhanh lẹ. Ừ tụi em Vinh cũng nói nghe nè. Hân Hào sao cũng chuẩn bị cắt chỉ rồi. Mà sao còn mình mấy ơi ẩm bức rứt cuộc đời quá trời. Hôm nay muốn ra tắm mưa dễ sợ. Xem cho 1,2 triệu một gam. À, dây dưới hôm qua chốt không thấy ha Vinh. Chú xin đền cho cổng khác nè. Nè chốt tình yêu Mỹ Duyên nè. 47,400 triệu. Này mày đưa chị Thảo ơi. Nó lên đơn sao nó kêu lấy 1,450 triệu cho bà. Chứ trời ơi bà chửi em cái gì á. Con lép á chị. Chị Trang 474. Con lép nó kêu lấy 1,450 triệu đi. Trời ơi chị Thảo Trang mắc tao gì vậy trời. Mày lên đi chị chưa? Dạ. Có gì vú chưa? Trời ơi rồi con không biết nữa kìa trời. Phật độ con à. Nè nè vô 1,1 triệu của Thảo Trang nè. Đưa đi. Nhỏ chạy dữ con sẽ ngựa hả? Trời ơi nó khổ tôi dễ sợ. Nè vô con Thảo Trang nè 1,1 triệu nè con.
nè, ghi chữ Thảo cho em vô. Rồi dây chốt cơ nè, em xe cho giá 1 triệu, 1.199.000 chưa tới 1 triệu heo luôn nha. 13g 28 xe cho 1099. Rồi chốt đơn em 14.600. Chắc mắt bà vuốt thấy đường đó chị ơi. Kệ đi, lấy cái này cũng vậy à. Trời nó đẹp nè mấy chị. Có 1 triệu mốt mấy 1 gram thôi, còn không em đeo nha. Thôi không bán mấy chị ơi, đẹp mà không bán. Trời ơi, đâu phải mua vàng em là dễ đâu mấy chị. Trời ơi, trời ơi. Nó đẹp. Rồi bữa nay cộng gia đình mẫu mẫu. Cộng gia đình này nó rộng quá à. Mẫu ơi, này ấm nha, mà chỗ này leo lên căn còn 50kg rồi mẫu. Mở ra mấy ký mà. Mở đâu to ốp thiệt mà ấm nha mà. Chứ gì bắn vô trong một lỗ nó được không, mà cái gia đình này mắc tiền quá nghe. Hư đời mày 28 triệu đó. Nè, bấm thêm lỗ này cho đẹp nha. Hay lại lên trên kia bấm ta. Rồi thôi giữ này nè. À. Dior là cái gì vậy? Dior là cái gì vậy bà? Bạn yêu. Nè, theo cho 1 chục cộng dây chuyền đồng giá 1.2 triệu nè. À, chị Phương Nguyễn lấy Dior phải không? Dior. 14.630 này mày ghi mẹ hai nách mẹ đau quá con ơi. Đau không chết luôn rồi. Rồi ok. Con của cô Thảo Lê gửi hình gì mày đưa tao coi đó con. Người ta muốn mua thêm cái gì tao hỏi 65 triệu được không kìa. Đứa hình mẹ coi tao đát được tao bác đi. Đâu? Đông đồ bọn tin lên giá mấy chị nhiêu rồi? Con Trăng tính thử cho chị đi. Tính chị 1.2 triệu ghé like đi. Nó rồi mấy chị xinh đẹp nè nè nè, đổ cái thẹp tôi cú mày nữa nè con. Rồi em sale như này cho mấy chị luôn 1.050.000 một gam nè. Hầu gì 1.1 triệu đi mấy chị, tại cái này dây này phom lớn mấy chị ơi. Không có đâu có phom lớn luôn mà em sale luôn em. Tôi coi like biết coi. Biết tôi coi like lén luôn hả? Trời ơi. Chị đừng có sợ chồng nha. Không nghe chị. Chị đừng giống em ngày xưa nha. Ngày xưa xứ Lê nhìn cái em sợ không có đâu. Bây giờ xứ Lê lọt hạt mắt em còn không sợ nữa. Trời mình đi mua vẹn mà. Mình đi có đánh đề đánh bạc gì đâu mà sợ chị. 28.360. Phụ nữ có tiền mà có quen. Xử đi. Chị con. Con nhân 1.2 triệu cho chị đi chụp cho chị lên nha. Lên 1.2 triệu. Xeo giá 1.1 triệu này mấy chị xinh đẹp. 1.100.000. Rồi dây em lên cho mấy chị đồng giá 1.1 triệu 50.000 1.2 triệu. 4 tấc rưỡi. Nói 5 tấc được không Vinh hả? Được, gửi về đi em coi em nói cho. Em khỏe em nói cho mấy bữa trước nó xin em nói không nói được chị ngồi em cất bụng chị không nói. Rồi em sale cho mấy chị luôn giá 1.2 triệu. Ủa có lấy tiền mua vẽ cho con ơi. Vậy mãi nói vậy. Đó mày không chịu mở tủ mày điếm tiền lẻ đi. Trời ơi mày điếm nó cũng được 2 tỷ đấy mà nó không có tiền. 9936 giùm em sale cho 1.2 triệu nè ghi mẹ đi. 4 tắc 2 nè. Cho đó 1.1 triệu 1.199 triệu. Trời 1.1 triệu thêm mà tôi ở dẹo ơi dẹo. 9.936.000 sale cho 1.2 triệu. Kiểu mẹ ê vô trong giùm em đi Lan Lan ơi. Ngọc Lan Trần ơi bà cứ làm theo cái bản nó gửi đi. Ngọc Lan có gì tôi chịu trách nhiệm nha. Ngọc Lan Trần ơi đừng nhắn lên trên đây. Quỷ Dương trên đây không đây nè. Rồi JB Kim Cương sale luôn cho 1.2 triệu. 9936 chốt trai đây sale cho 1.2 triệu. GF có luôn, Hải Dương Nguyễn giùm em 9936. Mấy bà lưu ý cái số tài khoản nó có nhảy 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 chạy chạy không con ơi. Có một số duy nhất đó nó hoài luôn á mấy chị. Mấy chị ghét rồi mấy chị bị gạt ghét rồi em vô công an em máu với mấy anh luôn. Máu với mấy anh luôn ghét em mệt đẹp luôn á. 9936. Trời ơi có một sự thật em đang bị đau bụng rồi nè. Con lấy đồ cái chế con này con. 9.240.000. Mấy chị thấy tao dễ thương quá rồi. À, 4 tắc 2, 9.240.000. Đó nó muốn lửa đâu lửa à? Nè này đẹp nè. Đeo đi, bán 50 khỏi căng. Lời dữ rồi nha. Rồi, 9.240 Nguyễn Trang. Dây đang mang 1.1 triệu. Tùy kiểu bạn già ơi. Dạ, Du Danh xin chào. À, 1.050.000 nè, không có lời nhiều. Rồi sợ này em xe cho 1.3 triệu. Trái tim caro 4 tắc 2.
Cái này nó có caro nha mấy chị, được móc caro cực kỳ là khó kiếm nha. Dây mới em còn một sợi em xả luôn 1,3 triệu, đẹp rồi đó. Quất cái mặt vô đi chị, quất cái mặt vô. Ờ bưng mặt vô cho mấy chị lựa xiên xiên lên mấy. Quất nhiều nhiều vô chị mấy chị thấy chứ bay dạo lắm á. Lựa vòng nguyên bộ rồi cho mấy chị luôn nè. Dạ. 12,270 triệu. 12,270 triệu. Có đi Đài Loan 1227, 1050 bán được bé yêu. Em nói nè, trái tim caro không bao giờ mấy chị tìm được ở đâu mà dưới giá 1,5 triệu, 1,50 triệu. 1350 con nè, à, mấy chị được móc caro nghe lên cổ sáng trưng như trăng gầm 15. À, cái dây CD chị kia xả kìa, bà nào lấy kìa. CD. À, hôm nay tôi hồi nãy đáng lẽ là 9 giờ đi ra đó mấy chị mà đi like cho mấy chị để chị Thảo quá nói like sớm đi. Cái em nói dạ ok xong cuối cùng gia lai trễ hơn 14 triệu. Lấy dây đăng đeo chúc cho Nana Nguyễn con ơi, 1463 đó con, cô Phương Nguyễn xã nha con ơi. Rồi ok xã nói tài xíu xuống nha, chỉ với mẹ là chúc bấm giấy cái này nha. Mẹ làm cái đó tem sòn cho mẹ xong luôn đi, mà là lép dẻo mẫu ơi, tối nay tao like đó nghe. Rồi tối nay lần nào tao cũng bấm chứ. Rồi 1,050,000 xuôi mua đi xuôi ơi. À, coi tin nhắn chứ vô gia anh nè, mấy chị nước ngoài dễ bị gạt lắm nha. Ở nước ngoài mấy bà dễ tin người lắm, nãy chị đó gạt bị gạt là ở Singapore. Bà còn nhắn với nít giả nào qua đây đi, chị dắt cho đi chơi đó, rồi cái này bà cạch mặt cô luôn rồi. Nghỉ đi chơi rồi, bị gạt 33 triệu nghỉ đi chơi rồi. Rồi em chốt đơn cho 27,100. Ra tiệm có sale luôn em ơi. Vì LV 38 triệu sale có 27,090,000 thôi, 4 tắc 2. 1050. À, ok tình yêu Lê Đào Như Kiệt 12,270 hết rồi. Cái này mua ở đâu mà dưới 1,3 triệu, đá tôi ra ba cái luôn uy tín 100%. Cho bà quýnh binh binh luôn. Mấy chị hỏi em sao xưa mày lại chim á, mày hiền quá, giờ sao mày dữ dằn quá trời á. Mấy nhiều khi bây giờ xưa nó hiện chị vợ mọc năm. 4 tắc 2 tình yêu xinh đẹp. Tặng cao dí hả? À, rồi ok nè, tặng cao dí cho hết sợ chồng nha. Mắc cái gì mà sợ chồng á chị? Cái gì đâu sợ chồng? Không. Bà sợ với quen. Bà hỏi mấy ông với em bà quen á. Giờ mình đi đâu xa xa thì mình hỏi, mình đi gần gần, mình muốn đi đâu mình đi. Hỏi nó ghét rồi nó làm giọng ông nội mình. Ủa mắc cái gì? Ủa mình đi gần gần thôi, mình làm gì phải hỏi? Không hỏi. Không có hỏi gì hết. Rồi dây gút em sell cho 1,250. Không có sợ chồng nha, chồng sợ mình thôi, mắc gì sợ. 5 tấc rưỡi luôn mẹ, em này mấy chị gái xinh đẹp. 4,300,000 giùm em này. Dạ đúng rồi chị Nguyễn Phượng, bà cứ nhớ giùm em cắt cốt ghi tâm. Mãi mãi một tình yêu. 4 tắc 2 triệu Hồng Hà ơi. Số tài khoản nhà em 2427 ACB. Quỳnh Thị Thanh Tiền của ACB mới đúng. Quỳnh Thị Thanh Tiền của ngân hàng tài khoản khác là giả. Số tài khoản nhà em chỉ có 4 con số thôi. Dạ, số hotline là 03396 số 2. Chốt đơn duy nhất một trang tiệm vàng Kim Hương Vinh có dấu tích xanh. Không có điện thoại gặp nhau gì trơn, gặp nhau là giả đó mấy chị. Rồi 4,3 triệu tình yêu Ngọc Thùy. Mà mấy ảnh này làm cũng đúng, đúng không? Ra tiệm có sale chị ơi. Sale hết ngày 21 tháng 10. À, rồi bây giờ chốt đơn cho 4,3 triệu 1,250. Hết. Rồi ok. Dây mì bính giùm em nè, cực kỳ đẹp, 4 tắc 2, 4 tắc 3 luôn em. 3 bính luôn, sale luôn cho 1,2 triệu. Lên cả này ý luôn rồi, tối em lên kia cho mấy chị. Rồi chốt đơn em 5,560. 5,560,000. 5,560. LG con chụp cho cô Hồng Hà, LG 27,090. Rồi LG con giữ không? Có. Đơn 85 triệu. Nó nghe là đợi đi vài bữa tới Tết tôi tặng hộp cho mấy chị, đang đặt hộp bự rồi. 100 triệu em sẽ tặng hộp lớn, còn dưới 100 triệu em sẽ tặng hộp chung của đựng sòn nha, em đang đặt 5,560. Cho em nợ quà đi nữa, về quà cái đầu em nha. Rồi mới chốt tình yêu Thảo Vi 5,560. Rồi chốt đờm em. Dạ. Tụi nó quá trời quá đất rồi trời ơi, sao nó nghe nè. Bộ em lạ lắm hay gì mấy chị? Dạ. Lạ lắm hay sao mà nít giả nó cũng hư, có mình em nó xử em hoài không biết. Rồi em chốt đơn mấy chị luôn, dây thẻ nam nè, 5,5 tấc 6 tấc, mua cho anh nam đeo được, mình đeo cũng được. Mình đeo thì yêu cầu mấy chị cắt ngắn 4 tấc 2 thôi,
mình đeo thì mấy chị cắt ngắn 4 cắt 2 em đây nè. À, khỏi cần đeo ấy luôn em nè. Rồi em xe cho giá 1,2 triệu. À, mấy chị có mua đồ em đợi đi, em đang đàm phán giá với người ta 2,000 cái hộp đó. Ban đầu là định bán nhưng mà chắc giờ chắc phân nửa bán phân nửa tặng nha. Cứ mua đi nửa về, em có chị nào có bill mà mua nhiều nhiều cái em tặng cho. Còn nhỏ nhỏ cũng có quà cho mấy chị luôn, mà đợi 5,000 hộp kia. Cứ phân chung nó về mấy cho mấy chị. Dây nam á hả? Trời chịu không có lời cái ơi, chịu mốt 99 mới được. Bà thêm 40,000 đi bao giá cho. Bữa nay vàng 5,710 rồi. Em bán giá này mấy chị còn đem đi bán phổ bán dễ là em lời hơn đó mấy chị. 27,400,000 giùm em. 27,400. Cho mượn cái máy vàng cái con ơi. 27,4. Lỡ rồi tới tối em lên sòn kìa. Tối nay em sẽ like cho chị, bữa nay kiểm bán lẻ phải không mẫu? Thứ hai cũng tăng ca luôn đi con. Xe qua xe lại thứ hai hoài hả? À. Nè, à, đẹp luôn em nè, 4 tắc 2 nè. Em xe luôn cho mấy chị luôn, 1,2 triệu, dây caro. À sorry, dây chả. Thứ hai hoài trời. Chốt đơn em 7,130,000. 7,130. 4 tắc 2 nha, 7,13. À, xăng Berlin tối nay kêu Duyên về nó tăng ca Berlin. Duyên với đứa nào đó. Trời nó chưa làm tem xong nữa mấy chị ơi, tại tới 300 món lần mấy chị. Tới 300 món thôi cho nên nó làm không xong. Giá đó Gia Lai đó con, bớt chút đỉnh đi con. Bớt 70 rồi cho chị vui vui được thôi. Mẫu ơi. À rồi để em chút. Em có chuyện. Rồi nó học. Rồi 7,130,000 chút bé liễu. 7,130. Rồi. Rồi đây hết rồi. Dây bi kim cương nè mấy chị ơi, dây bi nè, dây bi nè. Trời ơi 1,4,5 mới chốt được nha, sale 1,2, 4 tắc 2. Chốt đơn em 8,450,000. 8,450 sale cho 1,2. Dạ, dây nam bán 1,2 bán mới được. À, mối không hả? Rồi mối không nè con, chốt dây nam cho anh đi con, dây thẻ đó. Sữa 1,150,000 gram đi con. Mối không nè. Mối nè, mối dây mang nè, rồi lên đi con. Rồi dây nam cho anh chưa? Thanh Hà Nguyễn 8,450 nè. Thấy tôi nhẹ dạ quá trời. Tao vô chồng tao ngồi kế công an mà cái đứt tao nó nhẩm lên hoài. Ông tưởng tao lạnh mà đâu có, tao đau đứt quá. Anh có ghế nhờ mà không có ghế gì. Để mấy mốt ghế tao ta để mấy người tao đi căng chỉ mông đồ tao ngồi nhảy nhẩm chứ. Không nói bộ lạnh gì vậy. Mà nói ông bụng anh nó đau đứt quá trời. Ông nói ông bụng hừ. Ông đi chỉnh mới lạnh được cho bớt. Anh công an lạnh hả Vinh? Lạnh hả? Xong cái nó bụng trời ơi đau đứt với mẹ luôn anh ơi. Tao có phải là lạnh mà tao ngồi mà tao cứ nhởm đứt tao lên hoài. Anh hỏi tao còn làm đẹp á vậy, ông thấy chứ tao làm cái biếu không, ông đâu có biết tao làm toàn không. Chắc nó ngồi ghế dựa đi mà nó bụng ghế anh, ghế dựa cũng ghế cây nữa, ghế kia ghế inox hai ghế, không có mấy cái gì gọi là xây qua, có cái giường của ảnh nằm nghỉ ngơi, có cái gói có cái nằm nó tao định đó cho mượn gói nằm rồi đó. Trời ơi bất 50,000 luôn tại bán giá like rồi. Mắc cười lắm. Chị Thảo Trang hỏi Vinh ơi bộ em ơi bộ lạnh nó vậy đó bụng. Trời ơi lạnh đâu lạnh. Nó ngồi nhõm đít em trơn vậy. Ông đâu có biết nhỏ này nó khùng điên dữ thần vậy chết. Em sale cho mấy chị luôn như là 1,2 triệu một gam, 4 tắc 2. Rồi tặng chế nụ hôn xa đi con. Vài bữa đi Tết có quà ra nhận luôn. Nó nói tôi đem có đơn mà nhận. 9,170. 9,170 sale cho 1,2 triệu. Anh cũng lịch sự nói Vinh ơi à, bộ lạnh này vậy nó đau bụng. Trời ơi lạnh đâu lạnh này, đau đứt thêm mẹ luôn. 9,170,000 em sale cho 1,2 triệu. Thảo Vi vô công an giết máu thì mấy chị không. Nhưng mà bữa hổm em vô công an ở tay bên phải là phòng riêng, rồi bây giờ em vô cái anh mấy anh này mới nữa là tay bên trái.
là nó cùng một khu nha, mà nó khác cái địa vị hay gì đó. Không có đen nhận thiệt mà đâu đen, mà về mà rửa xà bông rửa chén là sáng chân hà. Không có đen, bây giờ nó cũ cũ rồi, lấy xà bông rửa chén rửa lại là sáng chân như chân gầm 15. Rồi dây thun thì em nam nữ đeo được 5 tấc, sale cho 1,2 triệu. Ông hỏi sao thấy mời ba lần mà không vô, thấy live stream mà không chịu vô, nó không bụng trời ơi đau không chết thì mày vô gì. 11,300 triệu, cái anh nghi ngờ biết ảnh với bên kia, mình với bên kia có thông đồng gì không nữa. 5 tấc giùm em mì kim cương quyền, mì thun quyền thổi 11,300,000, sale cho 1,2 triệu. Lè lên 11,3. Dây này em sale 1,3 triệu mới được nha. Tại dây này dây giọt nước bi 1,3 triệu. 11,200,000 dây mì thun á, nam đeo cũng rất là bền, nữ đeo cũng rất là bền, nữ đeo cắt bớt lại em. Dây giọt nước mua hai mắt 7,7,3,5. 917 Thảo Duy rồi. Chị nào được có đơn là chắc ăn, được đọc tên đẩy inbox là chắc ăn có đơn vô trong, kem xin cái biêu cọc 2 triệu 3 triệu thôi, còn ai già quá thì cho 5 triệu nha. Còn phần còn lại bên em thu hộ cho, nếu đơn hàng không trên 20 thì không chuyển thêm nha, còn nếu mà trên 20 thì kêu chuyển thêm. Anh mời em vô từ 9 giờ sáng em mời tới gần 12 giờ, về em mệt em ghen hứ. Rồi em chốt đơn 11 bay chế, rồi Phan Hồng Quanh lên 7,7,3,5. Cái em có dinh phải không? Rồi 7,735,000. Bông nào hả tình yêu Thảo Nguyễn? Mấy chị có muốn gì mấy chị cứ vô đi em coi cho. 7,735 nè, em hết rồi. 7,735 em hết. Nè điện thoại nè con. Nhỏ nó mày tin gì vậy? Rồi em có một sợi dây bính 4 tấc 2 nè, bính bi nha mấy chị. Rất là la nha, la là lạ đó mấy chị. Giá rất là re nha, re là rẻ đó. Sale giá 1,2 triệu luôn. Nôn hả, nôn nào hả Diệu Hiền, đừng có nôn nghe. Nhà em 7 bữa 10 bữa mới nhận được đồ. Nhà em nói vô nói chuyện mà luyện mà củ âm chân kinh chương thứ 18 vậy đó mấy chị. 10,128,000. Rồi xong dây này em lên kia cho, tại dây đẹp quá nè. 10,128,000, bính bi lâu lâu mới có nha. Giọt nước 5 tấc hả? Có bi giọt nước. Bi giọt nước 5 tấc không có hết rồi. 10,128,000, 4 tấc 2. 10,128,000, 4 tấc 2. Cho lỗi rồi cho ý cái luôn đi sòn tối luôn em ơi. Tối nay mấy đứa 6 giờ 7 giờ nó về rồi. Rồi dây trái tim caro nãy em còn sợi nè. Tim caro 1,550 mới chốt được, em sale cho 1,3 triệu. Trời ơi lưu ý giùm em một số tài khoản duy nhất 24-27 nha. Còn nhanh nữa là tôi hoàn hảo rồi đó. Rồi 10,128 chú ơi, chí yêu xinh đẹp nè. Đổi khác loại cộng thêm 5%. Rồi dây trái tim 14,040. Con mấy bé đẹp lựa gì nha con ơi. Mấy bà ghé tiệm mấy bà cứ lựa cho đã đi, lựa không được móc hình ra nói chuyện mấy đứa đi kiếm cho mấy chị nha. 14,040,000. Thứ hai là chiều trước khi em về là em hoành đồ về không mấy chị nha. Hằng ơi, Hằng ơi, một tuần hoành đồ về không em ơi. Rồi chế lựa gì chế ơi. 14,040. Rồi chú ơi, Trần Thị Mỹ Ngọc, ai được đọc tên vô tin bóc, vô trong inbox check bill liền nhầm em, số tài khoản mới dinh có ghim nó, số tài khoản 24-27 nha. Em nhắc mấy chị như đưa đò vậy đó, trời ơi mấy chị mà bị gạt em cũng buồn lắm mấy chị. Anh công an hỏi có cách nào chứ, chứ giờ không lẽ là em không like, like em đói cả lũ luôn rồi sao, nói giờ sao giờ ai biết sao. Rồi em chốt đơn hết rồi. Rồi dây mì này là 4 tấc 8, 5 tấc em sale cho giá 1,2 triệu. Giọt nước lớn hả chị? Nè mấy chị có một chỗ hơi cụp nhẹ xíu nha, cụp nhẹ xíu nha. Đó, nè đó, để nhiều nha nè, xíu thôi. Rồi cụp chút bán 1,150. Chút đơn giúp em là 10,500,000. Nó trong tối mình ngoài sáng đi đường đâu gần. Rồi đâu phải nó không nhóm đâu mấy chị, nó 5-7 nhóm. Rồi không lẽ em gì nó mày không lại chìm. Rồi chút đơn là mày hôm nay 10,500,000. Mướn hơi nhiều à, hơi nhiều nhóm à.
nó mọc lên như nấm nữa, 10 triệu 500 ngàn chiều dài 5 tấc. Rồi dây này em sale luôn cho 1 triệu 2. Thấy mấy tiệm khác ẩn comment nó dạ không thấy. Ờ. Để like xong hay like xong ẩn 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 phải không? Lắc nam gái. À, rồi cho em 4 tấc sale cho 1 triệu 150 ngàn dây bi. Qua tiền ha. À, mới nhận được dây đẹp lắm, cảm ơn gái yêu. Rồi chốt đơn luôn em 7 triệu 210 ngàn. 7 triệu 210 ngàn nhà em. Rồi qua dây nè. À, tới mấy đồ khác nè. Ẩn lúc like luôn Vinh hả? Ờ à, rồi để Vinh coi nè. Ẩn lúc like luôn ha. Rồi để nói với chồng coi. Mấy quỷ này nó quá trời quá đất rồi. Chồng nói với các em làm Facebook qua trong lúc mình like đó có ẩn luôn cái comment luôn không? Tiệm khác ẩn được kìa chồng. Nếu mà ẩn được thì mấy tụi nó đâu có thấy đâu chồng. Rồi làm vợ ơi. Rồi 7 triệu 210 ngàn. Và ẩn thì nó lại không có minh bạch được cái biết ai trước ai sau. À, Vinh tắt cái chế độ còn mình đọc một mình đọc thôi hả? Trời công an em có nói với mấy ảnh nó nhiều khi làm với chứng minh nhân giả hay sao ấy. Cái tên người đó mà hình là hình của người khác. Cái tên của người đó mà cái hình của người khác em ơi. Trời có cọng dây này đẹp quá nè chế. Bé số L luôn dây mới nha. Xả luôn cho 1 triệu 2 ngàn. Dây gắn bi dèo dạ cứ đúng số tài khoản 24-27 là được mấy chị ơi. 7 triệu 210 ngàn xuân bùi. Nào đẹp nè mấy chị, xuất sắc chưa, modern lắm. Ai mà nước ngoài, nước ơ, Việt Kiều, Việt ơ rồi nè. À, Việt Cộng như em đeo cũng được luôn em cái này. Ẩn comment khách không thấy chị được đó, bởi vì được này mắc cái kia hoài. Con coi cô Chí Thu Trinh đôi bông nhà cho đổi ngang lên đi con. Rồi xong up bill đó luôn đi con yêu. Chị Trần Thị Thu Trinh nè. Có đôi bông đôi rồi đó, con coi xong cho ngang đi con. Rồi up bill cô Chí kêu đó luôn đi con. Cho nhanh cho mẹ đi. À, cho để ngày nào cũng mắng dốt tao tội nghiệp tao. Nói là điện cho chị Duyên đi tao chịu nó mày. Rồi cho xong rồi up bill luôn đi con. Up bill review đó đi. 31.68 nè. 38.016 ngàn. 38.016. Rồi tao chịu. Xong cho rồi. Thì chỉ có một đôi bông thôi chứ mắc chỉ cái vòng nữa là sao. Rồi bây giờ đi không vừa tao làm đi lễ thôi. Đặt lại luôn, đặt lại luôn rồi xong. Kêu chị Duyên đặt lại chỗ đó, y nhiều tiền hơn vàng thì lấy cái đó rồi xong. Rồi xong mày làm giải quyết video đó cho xong đi. Nha. Kêu nại gì bây giờ gửi về đặt lại cho chị. Rồi xong, ok. Nếu mà lỡ hột sòn nhiều lên thì trả tiền hột sòn 38 triệu. Để like mắng vốn hoài tội nghiệp tôi quá trời. Tự báo đi mình nên là về lên không đúng đi. Cái mấy chị cường nữ hoài. Mấy chị tự báo mình nên. Cái nào mà không chỉnh sửa đi được trên live em có nói đi luôn. Cái mấy chị chốt đã cái về không vừa. Cái mấy chị quậy em hoài tội nghiệp em. Không phải lỗi tại em đâu. Trời mấy chị. Nè em có một cái mặt việt sáp luôn nè. Mấy chị xinh đẹp modern cực kỳ luôn. Xe cho mấy chị luôn giá 1 triệu 150 ngàn. Mai Liên có phạt là 50 đúng không? Mai Liên gất cái hộp này con. Nè 6.935.000. 6.935 sale cho 1.150 nè. Xúc cái hộp nè con thấy không. À, chúc nhận hộp lại cho mấy chị cho 6.935. Mặt việt sáp 8.5 triệu đó. Xe còn 6.935. Rồi con vô cho tình yêu Trần Hoàng. Cái nào chưa chốt dục qua đây đi con. Cái dây đó. Nguyên nhà đi con. 6.935. Rồi mặt mẹ quan tâm Bồ Tát đẹp nè. Trời ơi xuất sắc luôn em. Hộp nha. Mẹ phơm lớn luôn em nè. Em sale cho mấy chị luôn giá 1.150.000. Rồi bây giờ chốt đơn mấy chị luôn 15.065. Phơm lớn đó mấy chị. Dây em đang đeo 38 triệu phục cưng. À. Rồi em kêu làm cho chị đó chị gửi về đi chị ơi. Gửi về đi chị gái ơi. Chị tự đo không chứ em có biết làm sao đâu. Mấy cái nào full hộp trên live có báo hết trơn rồi. À, Tiền Dương hả? Ủa mẫu ơi có việc Tiền Dương của tình yêu Xuân Bùi sót Tiền Miêu Tiền Duyên Tân Bùi nè con. 15.065.000. Trời ơi mấy chị em đợi mấy chị lên trên đầu á cho nó toàn tan á lúc lắc á cho nó. Phom lớn luôn em 21.800 sale. Mẹ lớn nè mấy chị. Sale cho giá 1.150.000 một gam.
dây mì rút 6 tấc không có. Mì rút 6 tấc không có gái. Rồi nhẫn này model cực kỳ luôn em, nhẫn nữ hoàng em sale cho mấy chị luôn 900.000 một gam. 900 một gam, tình yêu này đi tay bự bự á. Ú lớn lớn mà cỡ 60-70kg rồi trở lên đây, chiếc nhẫn này là khỏi chê. Nữ hoàng Elizabeth, chúa tể Sơn Lâm một dùng. Là như giống như sơn tinh thủy tinh vậy ha. Chốt đơn em 12.580.000. 1258. Dây dinh năng D38 heo con ơi, sale 1 triệu ha. 1258. Rồi bé dinh hết, sale 900 một gam. Mặt mẹ 15 triệu mà bạn ơi, hết rồi. Đây mặt túi tiền sale cho 1 triệu mốt gam. 11. À, giờ này lên sale cho mấy chị đó. 12 gam 13 sale cho 11. Chốt đơn giùm em là 13 triệu 350. 13.350.000, phía sau nó có luôn đồng tiền nè. À, em sale cho 1.100.000 gam. Rồi nhỏ 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 phải không? Để lên cho. Nhỏ nhỏ đó bây giờ lên cho. 18.500.000 mới chốt được đó. Em sale có 1.100.000 một gam thôi. Giá quá rẻ cho một cuộc tình luôn em. Rồi ok, chốt đơn 13.350.000, sale cho 1.100.000. Rồi chốt đơn cho bạn heo con, mặc áo khóa ha, có 13.350. Rồi cái dinh chốt đơn 13.350 hết. Toàn đồ đẹp, trắng như bạch tiết. Rồi em có cái vòng Việt Sáp nè, sáng chân như chân gầm 15, móc mái 9D. 1.45 mới mua được, em chốt cho 1.200.000 gam. Sáng lắm nha, cái này ai bỏ lỡ uổng nha. Rồi chốt em 24.840.000. Ni tay em đang đeo là ni tay 52 nha. Chỉnh sửa ni ra ni vô tư luôn, em phông lớn 35-36 triệu mới chốt được. 24.840.000. Em nờ sòn chắc đặt quá đi ơi. Em nờ sòn chắc đặt ấy ơi nè. Mấy chị ơi làm gì mua được giá này. Dây đang đeo 38 triệu xem 1.200.000. Gắn bị vẹo hiệu đó, gắn 4 tấc 2 với chị gái yêu, màu đen lắm. Rồi bây giờ chốt đơn cho nè, 24.840.000. 13.35 hết rồi. 13.35 không còn. 24.840.000 dòng Biệt Sát ở ngoài sáng chân, ở ngoài sáng giả mang. 2884 lắc bi kim cương nè. Lắc tay nghe mấy chị xinh đẹp, em chốt cho giá 1.250.000. Dạ em bớt không được, em bán giá sát lắm rồi, em bao giá cho. Dây gắn màu hồng, không bớt được chị yêu ơi. Bớt gì 3 triệu với Phương. Bớt 300 còn bớt được. 4.9 1.250. Lắc bi kim cương giá 1.500.000 mới chốt được. Bi kim cương có toàn đen tăng đưa 4.9. Sợi dây đang đây là 38. Sòn á, đâu có hứa, đợi chút xíu đi chị lỡ cái này vậy. Em tối đi, tối đi chị hứa lại chắc ăn, tối hứa lại chắc ăn mà. Rồi em chốt tình yêu Ngọc Nguyễn. Ý cũng nhiều nữa, Diễm ơi em qua em thấy ý quá trời không? Nó muốn chèn qua bản họng của chị phía sau luôn rồi nè. 2484 không có chỗ chân và phải để phía sau lưng nữa rồi. Rồi con vô cái vòng để chế đi con. 4.9 là chốt cho ai đây? Liên Nguyễn em 4.9 nè. À, dòng có 1.200.000 à, chế mà dòng đồ hiệu đó. Lắc bi kim cương, lắc bi bọng, dạng bọng phơm lớn. Nhìn vô như 20 triệu mà có 9.550.000. 9.550. À, con coi tình yêu Thảo Nguyễn cái hình, con Thảo Nguyễn đưa hình mẹ coi con Thảo Nguyễn là gì vậy con. 9.55. Ý cũng nhiều á. Có ý không lên tao like luôn cho. Tối nay em lên sòn nha mấy chị cho. Tối nay hứa 7 giờ lên sòn. Tối nay đứa nào tăng ca em. Duyên như nhỏ gì đi con gái. Duyên nó xui lắm nha. 922. Nhẫn sang luôn em đi 12-13. Em sale cho mấy chị luôn giá 999.000 gam. Nè bên hông nè mấy chị yêu đẹp chưa, 999. Zalo là giả chị gái ơi, lưu ý giùm em. À, con ơi con để ý cái số tài khoản này con. Bông sòn 16.500.000 khách xã cho mấy chị ơi. Lấy 16.5 lên mấy người cái trò rồi đẹp lắm, 24-25 triệu mới chốt được đó. 11.650.000. 11.650.
đi tay số 10, 11, 12, 13. Chỉnh sửa đi được mấy chị gái ơi, xinh đẹp ơi. Chỉnh đi được. Xã 11 3 với 16 năm con ơi. À. Rồi chốt đơn em 11.650. Lắc bi hết rồi em. 999.000 gram lắc bi hết rồi em ơi, bi hết rồi. Bi hết rồi, bi hết rồi. Rồi nhẫn đồng tiền Phước Lộc Thọ, sorry nhẫn nữ vàng Phước Lộc Thọ. Còn chiếc xã tặng cho 1150. Em có 2 triệu không nổi nhỏ chị gái ơi. 7950 giùm em. 7.950.000 sale giá 115 nhẫn mới nha. Đi số 8, số 9, số 10, số 11, số 12, số 3, số 4, số 15. 7950. Dạ dây gắn 1.2 bán mới được. Nè con để ni đi con, 795 để cái chỉ ni vô. Chút đưa cho Vũ. Rồi 7950 em hết. Dạ. Sale 1 triệu mốt cho mấy chị nữa nè. Đẹp giả mang nè. 1.100, ăn 1.150 nha mấy chị, sorry. À, nhẫn 5 còn 1 à, em xả luôn 1150. Chốt giúp em là 975. 9.750.000 đi số 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15 giùm em. Rồi bông tai 16, 25 triệu sale 16 năm. Đâu này là đầu lai mới bán giá này cho mấy chị chứ thật sự là giữa giữa lai là không bán giá này đâu mấy chị, bán có 20 đó mấy chị. À, đầu lai bán chi âm với mấy chị tắm TV số anh cộng. Không cần tốn chủ. 9750 em chốt chị Thanh Thúy. Rồi dây nam 11.300. Nhẫn kia 900.000 ta mua rồi cơ. Hồng Nguyễn mua rồi. Không có chị dạy chị à. 16 năm vô chị ni luôn nè con. Nè 16 năm nè vô ni luôn nè. Trời tắm trắng tươi là tắm VV Swan hàng cộng mấy chị ơi, chứ không phải là tắm VV Swan thường. Rồi ni bé Vinh hết rồi. Con 975 Thanh Thúy luôn nè con, dục qua tao mua rồi đó con ơi. Trời ơi lắc cánh chân đẹp quá trời mấy chị ơi. Xuất sắc. Ni tay 52, 53, 54 trở lại đeo được. Em chốt cho mấy chị giá 1.099.000 chưa tới 1 triệu mốt luôn. 1099 giùm em ni tay 53 trở lại nha. Cắt ni được chứ không có ra ni được. Hai mươi bốn triệu năm trăm. Trời người phụ nữ tuyệt vời luôn hả? Trời ơi sao giống bộn dữ à? Người phụ nữ tuyệt vời hả? À, Bạch Kim thưa em bất chịu người phụ nữ tuyệt vời nha. Nè chị đi xinh đẹp, chị mê em dữ à? Thế em mình con gái với con gái mình gọi là gì? Âu sạch thích hả? Thôi đến với chị Phương được không? Chị Phương mà đất vậy lắm. Bớt 1 triệu đó, 1 triệu đó, 1 triệu đó. 24 triệu 500. Xe mấy chị có 1.099.000 chưa tới 1 triệu mốt luôn. Nó đẹp lét hả? Đây, lên vòng đi mua giùm bạn ha. Dạ chị. À. Đây, sao dây em đang đeo là 1 triệu 2. Thấy em chung kim. Bông ghép sòng vuông hả? Ghép sòng vuông đây nè bạn ơi. Đôi này vô lên lớp. Nè ghép nè. Đôi này phông to nè. Thảo ơi. Đôi này chốt em 22.500 thôi Thảo. Thảo lên phông lớn luôn to đùng. Đôi này chỗ khác bán có tầm 40 á. Nè từ chiều xinh đẹp 38 triệu sale giá 1.2 triệu. Dày luôn đẹp luôn. Chị Ngọc Nguyễn xã đó con. Con có Phụng BB nhẫn nào chính hình đó tình em xinh đẹp. Dạ không phải đâu bé Vinh à, nhiều người ngưỡng mộ. Em ở dưới quê mà cũng có người mấy chị cũng ngưỡng mộ nữa cưng hả? Thương em phải không? Chị, nè có nhiều chị cũng dễ thương. Thường thường mấy chị hay là bé Vinh Bình Dâm dễ thương. Bé Vinh đẹp giàu mà không có chậm là dạng vậy đó. Là mấy chị cho em cũng được cũng mừng. Cho em đôi trái tim đẹp phải không? Ok. Nhẫn đang đeo cái vỏ 85 triệu hộp 4 tiêu rưỡi cân. 38 triệu chụp cái chiêu liên bích coi chị ơi đẹp lắm. Bớt 1 triệu, phụ nữ giỏi là bớt 1 triệu thôi. Sao? Hết rồi hả? Còn cái khác đền cho. Nè, 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 chị chụp vô đây nè. Cái đó người ta mua rồi, cái đó bị bơm nó. Để coi chiếc nào không.
4 ly rưỡi hả? Nè 4 ly 3, 4 ly 4 nè. 28 triệu nè. Chốt cho em 20 thôi được không? Nè con. 4 ly 3, 4 ly 4 chốt cho 20 này chụp cho coi đi. Dạ hôm nay Vinh còn 50 kg hả mấy chị ơi? Nè chủ sòn 3 ly nè, vừa bán vừa tặng luôn nè mấy chị gái. 12 triệu 900 ngàn vỏ hộp luôn. 12.9 mua lẻ này nha, chủ sòn luôn. 3 ly mấy luôn, vàng luôn, vỏ luôn, 12.9. Nè con ghi lẻ đi con. Vinh ở ngoài 22 luôn hả chế, cảm ơn chế. Em trẻ riết rồi chồng em hỏi em giống bộ giống quỷ gì vậy Vinh ơi. Cưng em á vậy. Chồng nói là hay tối ngày cứ hỏi em sao tôi mau già dữ mấy chị, em không biết trả lời làm sao. Rồi hỏi sao bà trẻ hoài, tôi nói lên live chim nó sàm sàm đi là trẻ à. Lên live đi, nó buộc khùng tôi bắt lên live ba. Nè vô chị Phúc 12.9 đi con. Cái đào của chị Ngô Phương nó gửi hình qua cho em á chị Ngô Phương. Con Ngô Phương là gì nha, đứa hình hả con. Rồi cái này em chủ sòn nè. Chủ sòn 3 ly 2 nè. Trời ơi em chốt cho mấy bà luôn giá 13.500. 12 triệu chốt cho Chi Phúc rồi, 12.9 chốt cho Chi Phúc rồi. 13 năm ai bỏ lỡ ủng cái vỏ không 20 triệu rồi chưa tính chủ. 13.500, 20 tháng 10 rồi. Nè con gái, ngày phụ nữ Việt Nam lên ngôi. Chốt cho Kim Sa. Rồi coi bà phụ bi biếm được cái chị lên mẹ lên cái chiếc thẳng luôn 19 năm đi con. Đã đó 4 ly mấy. Em chốt trên hình hả? Trên hình là gì đâu, chốt trên hình để coi đây. Hết rồi mấy chị, chủ 3 ly 6 luôn nè mấy chị. Chủ 3 ly 6 luôn nè. Vỏ với hộp luôn chốt cho 14.500. Chỉ có bữa nay mới bán cái này cho mấy chị thôi, đẹp gì nè. Cái vỏ không 15 triệu rồi. Chủ sòn luôn, 6 chấu. Dạ à, đẹp cực kỳ. 14.500.000. Để đây chị đi bán hàng em. 14.500. Chốt cho Kiều Tiên. Rồi bé Vinh hết rồi. Rồi tiếp tục luôn em này. Nè con, nè bưng nó lửa đây nè, nè mày bán đi. Tao không bán. Nè để nó đi. Rồi em có này chủ 3 ly 3 nè. 11.500. 3 ly 3, 3 ly 4, 11.500 nha. Với lại nhân viên em ở nhà mà ví dụ như hộp 3, hộp 3 ly 4 cái nó đo còn có 3 ly 3 à, mấy chị nó đo giật lại không à. Nhân viên nó ngộ lắm. 19.800 á cô Hani Nguyễn coi nào đó con. Áo hứa tặng cho chị Thảo Trang rồi cho chị đừng không có sợ chồng giống em rồi. 11.500. 14 năm ta chốt Kiều Tiên rồi con gái. Tao giết mày bây giờ đó. Nghiệp tao. À, 11.500. Dây gắn còn hôm nay, dây gắn này gắn sòn nè. Mua gắn sòn đi tôi chốt cho bạn nè nãy. Nè chị tại chị Phương lấy gắn sòn gắn lý em ơi. Nè nè bán nhiêu rồi? Bớt 2 triệu nè. Mày lên chị đi, 11 năm đi ăn kiểu kia đi chị. Nguyễn Phố ơi còn 11 năm được không? Nè con chụp cho cô Phương đi con. Rồi chị Phương rồi. Ê đổi đôi dép đi con, dép rau giò quá con ơi. Phương ơi bà đâu bà chọi lên em cái Phương. 48 nè. Bớt 2 nè. Nè còn 46 nè con chụp cho cô Phương đi. Có 46 triệu rồi chị Phương mới mua rồi. Trả giá trời ơi trời, 20 tháng 10 là cái ngày gì. Trả giá dữ rồi, năm mô quay di đọc à. Rồi nè chú chị Ngô Phương kìa còn 46 nè, chú đâu bông đi Phương. Bông 24 triệu nè. Lấy đi bán cho 22 triệu luôn nè chơi không. À 22. Phương ơi bảo mua bầu uống nghe Phương, đâu bông vàng ý 14, 15 triệu rồi. Bông ý là 14, 15 rồi. Có dây giọt nước sọ 175 triệu nè. 175 nè. Giảm còn 140 nè. Mười lăm phần trăm sen thấy ghê luôn á chị ơi. Ai lấy máng số đẹp nhân 139 triệu rồi. 45 nè.
Rồi chốt các giá chị Phương đi con, rồi xong hết rồi đó chị Phương, em lấy bông luôn không? Bông tai 22 triệu nè mấy chị. Bông lớn luôn mà em 22 triệu. Trời hôm qua bữa hôm đầu 48 á. Bị bơm mới bán 47. Không tính giá đầu mà tính giá giữa giữa rồi chết tôi rồi. 22 triệu giùm em. Dạ dây chuyền 139 triệu. Cắt ngắn lên gì nữa em bớt tiền mà cho mấy chị thêm nha, tại em đang đeo tới 4 tấc 3 là. Ô dây của chế Quách Ngọc Bối đặt 2 tuần dây gì nè con, kêu chị Duyên hối chế Bối ra con. 22 triệu giùm em. To đùng luôn, thương lắm hả chị. Mua bông tặng mẹ phải không? Duyên ơi. Hỏi Duyên ơi, có chị kia chị gửi về mấy chục đôi bông mà có luôn chủ sòn 36 38 rồi đấy mẫu Duyên. Rồi có cắt mấy cái đó ra không ta, mấy cái đó ta mua tặng mẹ, tặng vợ rồi được đó. Có lung chủ đó của chị bên kia đó không? 22 triệu cái đó. Ồ gì mấy cái hộp của chị Lị đó. Mấy cái đó làm trước đi, tại cái đó có lung chủ dễ bán, tao bán tặng mẹ rồi nè. Ờ tao rẻ bự đồ tặng mẹ nè con. 11 triệu 500. Cái bông 22 chưa chốt dục qua đây nào, chưa chốt dục qua đây con. Cái này là gắn ý nè, khách chốt đơn rồi mà 4 tấc rưỡi nè, em đặt lại không có chịu đợi nè. 4 tấc 2 nè, 1.350.000 một gam nè mấy chị. Không có giá này đâu, cái này dễ ý nha mấy chị xinh đẹp. Đợi đi chị, có 1 tuần 2 tuần rồi chứ giờ cũng đâu ở đâu có bán như này đâu mà 4 tấc rưỡi đâu, đa số người về 4 tấc 2 thôi. 40.700, 40.700 em sale cho mấy chị nha. Dây này đeo ngắn ngắn thôi mấy chị, dây này đeo dài đó, nó dài nó không đẹp. 47 em sale cho giá này dây ý nha. À, 1.350. 6 dây em còn, con sợ một là hết. À. Chị mua hồng xong chị si trắng được đó chị yêu. Còn không thì thích dây này đặt trắng, em đặt trắng về cho. Rồi em lên kèo thơm cho cái này nè. Hộp 3.8, 3.9 luôn em nha, nhắn alo rồi. Giỏ vô hộp luôn nha mấy chị gái. Em chốt cho 13 triệu 500 ngàn, một chiếc duy nhất sòn luôn em này. Cộng kia nãy là sòn, chốt cho chị thôi, chị Phương rồi. Còn cộng này là ý, tại vàng dày hơn, hộp nhiều hơn, 40 triệu 700, 1.350, 4.2. 13 triệu 500 chốt cho Phụng BB. Mười ba năm rồi em hết rồi, em có chiếc nhẫn này cũng đẹp luôn, chủ sòn đứa đô ly cái con ơi này, đô ly cái này cơ nó mấy ly em, nó không đô ly rồi, chủ 3.9, 4 ly nha. Trời ơi mấy chị, cái hộp không là hết mua trên 10 mấy 20 rồi. Giỏ hộp luôn em 15.500.000, giỏ hộp luôn 15 năm. Tối nay 7 giờ em lên bờ Liên hứa uy tín. Nó đang làm tem, mấy chị biết sao không? Tại về tới 300 món nó làm tem không có kịp mấy chị ơi. Chứ không phải về lẻ lẻ 5-10 món, nãy mới vậy nó đó. Nó nói mẹ ơi tới 300 món lần mẹ ơi. 15 triệu 500 giùm em, chốt cho ai đây? Thu Dân. Rồi chốt đơn chế, chủ 3.9, 4 ly hết nha. Ai được đọc tên là vô trong chắc inbox chuyển cọc liền giùm em 2 triệu 3 triệu thôi. Đừng có chuyển nhiều, trời ơi. Tôi mà cho bà chuyển khoảng đủ như tiệm khác là tôi làm bill nhanh vậy lắm. Chuyển cái sẹt cái xong khỏi đợi ý. 13 năm vô Phụng BB chưa mấy chị? Để bà chốt xong đặt cọc 2 triệu 3 triệu chốt 2-3 món cái bà đợi ý hoài. Còn ta chuyển khoản đủ rồi xong, đợi ý cũng lỗ 10% cái sẹt cái xong. Nhưng mà em sợ là bị gạt đó mấy bà. Em làm việc chậm là cũng tại mấy chị đó, mà mấy chị vẫn còn bị gạt. Nhiều lúc không hiểu luôn. Chủ 4 ly 3, 4 ly 4 luôn em nè. Cái hộp không mua 20 rồi mấy chị, đẹp luôn nè. Nguyên chiếc chốt cho mấy chị giá 19 triệu luôn nguyên chiếc. Đơn giản dễ thương. À, cái vỏ không mua 8 triệu mốt rồi, cái hộp mua cả 10 mấy 20 nữa. 4 ly 3, 4 ly 4 chốt luôn cho, rồi 18 năm luôn nha. Tặng mẹ, bớt gì vậy? Không được. Tặng mẹ bớt cho 21 triệu tặng mẹ tại có Hiếu nè. Đi đâu đó? Bạn hát. Đụng không? À, Ngọc về chưa? Dễ la làng mày mệt không? Dễ la làng mày mệt không? Đưa thuốc đô ly lại chị mọi người. 50 nè.
Baliba đó nghe hàng. Nhân viên chúng tôi sụp lại không mấy chị ơi, Baliba nghe chính xác nha. Hai cho em nó lấy em 50 đó trời mưa đó. Rồi 18.500 mà bạn ơi, Baliba nha. Rồi đưa cái thước tôi làm cho mấy em nội ơi, mấy em nội. Nè Trúc Lê Phương 30 con 3, 6 ly 3 nước ép 0.98 hàng 2 giấy, 1 giấy vàng, giấy kiểm định. Nước ép VV Swan bên nay xả 175, bán 170. Rồi, chủ sòn 3 ly 3 vỏ với hộp luôn em 15 triệu. 15, 15. Dạ, dây này là dây ý. Dây sòn nãy là bán có 45 triệu à, đặt lại đi. Đặt lại đặt 46 triệu nha, chị Phương mới trả giá em quá. 15, 15. Người phụ nữ tuyệt vời, tuyệt vời. Nè đó, mẫu nói với em này, chị gán cứng cửa với chị Phương nha. Chị Vinh ơi à, nó cứng gì được mà cứng, má nói chuyện như sao cứng. Mềm xèo luôn, như bánh xèo luôn. Mầm lơi Tâm Phan tao bán 18 năm đó, con bán gì đó. Chị đó con. Cái anh hỏi, anh công an hỏi tao vậy này mà mẫu. Em ơi em bán gì chứ em bán đắt lắm hả? Cái ta trả lời anh thì cũng đắt nhưng mà cũng bị bơm vô bơm da đó anh. Cái nói gì hả? Tao móc cừ tao. Đẩy hình 16 năm có để riêng cho em mà tao đẩy không vô đó anh đi ơi. Trời, có chiếc nhẫn cặp này dễ thương dễ sợ luôn. Set gắn có bộ không hả? Dạ chuẩn bị có bộ. Hằng ơi, anh dục cái thước này đi. Đổi rồi. Em nè, em cứ nhìn cái đầu này, chị chỉ nè. Nè, cứ nhìn cái đầu nè. Trời, Phật độ à, nó lui về 2 ly. Phật độ cứu tôi à, đi lấy cái thước khác giùm tôi coi mai liên cùng ơi. Không, tôi nói mấy chị chịu rồi. Mượn thước khác cho mẹ coi, trời ơi trời. Thước gì mà đo, nhỏ đo chịch lên ly rồi, cái thước đo chịch 2 ly, bộ tao giàu lắm cái gì á. Một cặp này luôn nghe mấy chị. 28 triệu một cặp. Đặt là tính 45 luôn ha. Ờ đặt không biết chừng nào về nha. Rồi dây gắn sòn này kêu viên nó đặt gấp đi con ơi. Trắng hay hồng bạn ơi. Rồi nè. Nó có cái hãng đó con. Chị ghi cái tên luôn ha. Đó con gái. Có cái tên trong đó đấy chưa? À kêu chế giùm em nè. Bốn ly ba mấy chị xinh đẹp. Dạ dây năm đeo 40.700. Trời mấy chị nhẫn cặp dễ thương quá trời. Rồi chơi lớn luôn cho 27 triệu nguyên cặp. Zalo lại giả Nguyên ơi. Giả màu chặn liền. Chặn liền đừng có nói ấy ơi cho nó mất công chút xíu nó hát qua Zalo mình. Nguyên một cặp chủ sòn 4 ly ba luôn. 20 con 7 con số gì thơm ra đây. Rồi Kim Trang. Ok. À, có bé Du Du tắm một ly chín đang có 2-3 đôi ở đây. Đưa cái mâm bông này đang kia đang lựa, đợi chút xíu Vinh lấy cho. 27 Kim Trang. Nãy có chiếc 11 năm nãy có chốt chưa con? Còn chiếc 1 năm chưa chốt đó. Rồi chủ sòn 3 ly nè mấy chị xinh đẹp. Sòn 3 ly. Dạ em chào chị Hà Mỹ. À, rồi em chốt nguyên chiếc nhẫn luôn cho mấy chị giá 8 triệu mốt, vừa bán vừa yêu thương. Đặt hồng đặt trắng nó đi con, đặt cái hãng của anh đó, đặt hai sợi đó. Mày đặt lợi 4 mấy em, mày đặt lợi 70 về là mày đeo luôn nha con, gái. 8.100.000. Rồi Bảo Trân. À Nhung ơi. Ai người ta nhắn tin tuổi hoa lệch xuống chút xíu tính hàng ta đi con. Có anh trong kia đó, có nhắn trong nhóm đó. Rồi Bảo Trân này Vinh hết nè. Có chút đỉnh nè. Chủ 3 ly 6 sòn luôn em nè mấy chị yêu xinh đẹp. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Ờ nó đơn giản dễ thương. 14.500.000 mấy chị. 14.500.000. 14 năm. Ờ nó đẹp giá quỷ gì chưa. 14.500.000. Viên mặt ơi. Chủ sòn 3 ly 6 nghe mấy chị xinh đẹp. Trời cái hộp không ra đó rồi mấy chị ơi. À, dây gắn nhỏ tầm 35 triệu. Mà gán xíu đi thêm 45 triệu đeo sòn luôn đi mấy chị Lê Lon.
đẹp ghẻ mà. Nhà chị Phương phải trả giá mới chị mua được cho nó đó. Mày còn không kịp thì tối nay mày lên cái bờ liên kia. Dạ, lên xong rồi tối nay lên. Ờ chị tối nay like cái đó đi, còn cái này kịp cái này không? Ờ rồi, vô tối nay cho ba lỗ đó đi, tối nay tăng ca. Nè, mày xui lắm, nên tối nay để nó hên xui đi. Quỷ như là nào nó tăng ca có tôi cũng mệt trong người chứ. Làm như nó khắc tâm tôi hiền sao đó bà. Mua cái viên nước em qua nước ép đó bạn ơi, 39 triệu. Nó bông 55 triệu vô cô vô Nguyễn Liễu cho con. Dạ cảm ơn rồi. Trời nói cô tôi lỗ ít lắm, hơi lỗ có 5 triệu bạc đó. 39 triệu đó Trâm ơi, Trâm ơi. Trời ơi mấy chị chủ sòn luôn nè. Chị có cắt bớt không? Mày đi ghi âm tao nói cho nhanh đi, trời trời ơi, mày giết con giờ. Bạn già ơi, bạn già có cái dây nạp gì đó hả? Dây đó 175 bán cho 140. 140 nữa mà bạn có cắt ngắn lại thì mình bớt cho bạn lên 135 triệu, còn không cắt ngắn là bán 140 nha. Đây, à. Rồi chút đêm em nhẫn nàng 13 năm luôn nè, lên nhanh nè. À, em chưa được nghe. Em chưa được nghe phải không? Từ từ. 39 triệu đó bạn yêu ơi. 39 một cái viên nước ép ở trong cái nhẫn nam đúng không? Thôi tôi bị đau bụng rồi chết rồi, lát tôi đi xin cầu tì tôi đi đau bụng đi. Thiệt sự luôn á chị. Nè rồi chốt đơn em này. 8 triệu mốt con xã Bảo Trân lấy cho Ni đi, Ni cho con gái đeo. Chiếc nhẫn 8 triệu mốt phải không? Để cho Ni đi, Ni Cà Mau đó. 13 triệu 500. Để rồi 13 triệu 500 chốt lại tình yêu Bảo Trân nè. À, chị Vinh dễ chịu à. Thôi kệ mấy chị, khách hàng mà mấy chị. Giờ nhóc tiệm mà em được thương gì là cũng phước báo lắm rồi. Giống như nói với chị nghe, mình sinh ra mình sáu căn lành lặn là mình hạnh phúc lắm rồi. Có nhiều em á sinh ra mấy chị thấy bệnh hoạn tay chân không đầy đủ mà thấy tội nghiệp không? Con nít có gì đâu thấy không? Mình sinh ra mà mình sáu căn mình lành lặn rồi. Chứ mấy chị mà vô trong kia mà thấy nó bú cái bình sữa cái là thấy chị ơi rồi. Hết ham mà mấy chị, hết ham sân si, hết ham này kia kia nọ rồi. Mình thấy mình đủ sáu căn lành lặn tay chân, lành lặn đầu cổ là mình thấy mình vui vẻ cuộc đời rồi. Nên nhiều khi cuộc sống bây giờ mấy chị thấy không, giờ chiến tranh tồi lưa không, mình còn được sống bình an hạnh phúc là vui vẻ rồi, cho nên là cũng không có còn gì phải là này kia lắm. Nhưng mà mấy chị biết không, con người mà còn cũng còn cái đam mê, cũng còn cái thú vui, cũng còn thất tình lục dục. Cái gì Diễm Gia Lai đi con, nàng chịu hai nè. Bây giờ theo ở luôn chịu Vinh ơi, tội nghiệp em. Cậu này 1499 đến 145 nè. Nàng chịu 1 nè con, nàng chịu 2 nè. Thương nhất rồi nha. Dạ, anh chịu là không được, chịu quy định mày hậu lỗ chết. Dạ, không đỡ thương em đi. Dạ. Chị gái nó hả, bên đây ba lớn vậy đó hả? Chồng con này cho con. Rồi luôn hả, hàng chi tôi nhìn nó mắt bự bự, nhớ quen quen rồi quên tên. Rồi em chốt chiếc nhẫn luôn cho mấy chị luôn nè, chủ sòn 3 ly nè. Rồi chốt em 7 triệu. Hà Tiểu Mẫn Vinh chào. Dây gắn hồng em đang đeo 40.700.000, 1350 chế, 4 tắc 2 nghe chế. Dạ. Dạ lỗ 1500 chế. Thương em đi chế. Trời em bao cho cái lắc đó tao bán 1.650.000, em bán chị có 1.450.000. Cái này mà đẹp da có xương mũi sơ gì không? Làm răng. Nè đẹp nè chị lấy đi. Ý hà mà đẹp vậy đó. Mua đi mất mẫu 50. Mưa. Ê sao tự nhiên tao lại ấy nhẹ trời. Tao tưởng là tao lại không hoang đắt lắm tự nhiên ấy vậy hả? Rồi sáng tao không lại là đắt hả? À vậy tao ở nhà ngủ. Mày lắc thương chị t... Rồi nó nghe nè chị. Sau này không có còn chương trình phần mềm 13, 12 nữa, 15 không à. Tại bây giờ bán là vô tem hết trơn à. Ờ. Bây giờ nó vô, nó không còn cái môn phái Trương Du Kỵ ngày xưa nữa. Dạ. Bây giờ nó có Thiên Long Bắc Bộ không à. À tính 13 đi con ơi. Trời ơi đó, gần cái mắt 200 đó mấy chị ơi. Rồi 7 triệu vô cho con. Gắn đầu tròn hả? Gắn đầu tròn là mẫu nào rồi tình yêu. Ngày hôm qua, ngày bữa hổm tao đi gọi cái đầu. Cái con nhỏ đỡ tao đó có khoảng 38kg rồi. Cái tao tưởng nó đỡ tao được. Cái nó buông ra trời trời, tôi bể đầu tôi rồi ba ơi là ba. Tôi 55kg. Cái bà nói ba gỡ.
để đỡ đây đỡ đỡ cho Vinh nha. Nó đỡ một nó có 38 kg, nó buồn em lặt đều trời ơi, trời thượng đức chỉ không trời đất ơi. Thôi đứa nào 70 kg đỡ em đi không, con nhỏ mà mập 100 kg thì ở ngoài đưa con nhỏ ốm nhất 38 kg nguyên bộ xương nó đỡ em. Em tưởng nó bể đầu em ơi. Cái mà gì đó kêu đỡ em mấy chị ấy em nói trời đất ơi 1350 em bao hết cái trái đất cho mấy chị luôn, bao hết Facebook. Nếu mấy chị mà mua đồ cũ á thì có thể em bán mấy chị được giá đó. Con này đồ mới luôn 1350 thiệt. Trái tim 5 phi còn một chiếc nè Linh ơi, tao móc mắt mày nha Linh. Đây tao có đen chiếc nè, cái mày bỏ em lụm cho mọi người nữa. Em đầu nào chị like cái em cho em mâm đây đi Linh. Cái nhiều khi bỏ tùm lum quá cái tưởng hết mà cuối cùng là còn. Rồi đâu có tao bỏ này chứ mày bỏ. Có nghe tao bỏ mày đi dọn được không? Dạ được. Rồi nhắn cái tim bỏ đâu nữa rồi chết tài. 1.100.000. 1 triệu lớn quá đó chị, tùy đồ của chị em cũng tính 1.1.2 đó, em có tính chị 1 triệu đâu. Tại em hốt của bạn 1 triệu thì em tính chịu, của chị cũng 1.1.2. Trời nói cho nó vui, phụ nữ có nhiêu đó có gì đâu vui. 40.700.000 đây kìa chị Hương em kìa nè, 7 triệu tao mua rồi kìa, 13.500.000 tao mua rồi luôn nè, con bảo trong tao xả 8.1.000 tao lấy 13 năm, mày vô mày cười hoài đấy con quỷ. Rồi em kể với chị nghe, ông chồng em đặt cái nguyên cái hộp sòn 6 ly 3 đeo nguyên một dọc màu vàng hột, hồi tối đeo vô tôi tưởng đâu giống như bóng đực vậy, hai vợ chồng tôi cười muốn đứt chị. Ông làm có tay méo méo, trời ơi sao giống bóng đực dữ rồi vợ, mà tôi nói trời Phật ơi mua làm chi, làm chi tốn tiền hết mấy tỷ bạc đó mà đeo. Tôi nói Phật ơi rồi con coi ở đâu vậy đeo này vậy, coi ở trên mà mạng ở chồng hay mỹ đen vợ đeo đẹp lắm. Rồi nói mấy chị chồng em giày dép quần áo đồng hồ túi sách rồi xe cộ gì mà chồng em như là mẹ đàn bà vậy đó, đầy với chị em có gì nhiều chứ, còn quần áo nhiều nhưng mà đồ giỡn không à. Chồng em nói thôi mặc đồ xịn mặc đồ giỡn, chồng em là vậy. 13 năm à, lên bông sòn á chị, đây đem lên bông sòn 13.500.000 đưa mâm bông á chị cho lên bông sòn cái bé hành đặt nữa đeo nữa tôi cười túng chết. 13.713 dây ngắn sòn đặt lại, còn loại 78 mà Thảo Đào ơi. Em có một cái nhẫn sòn mà dạng hộp sòn hồng nè, trời chốt cho mấy chị 8.500.000 à, không được 15 mới được, tại chị đó bữa nay là chị có bữa nay thôi, tại xưa thời xa xưa còn thu cái hay 13 rồi đó mấy chị, nhưng mà giờ là 15 mà sao cái chiến trận này là 15 không nghe chị, bữa nay 20 tháng 10 thôi sao chiến trận này thôi đó cho chị. À đây tặng nụ hôn chị ơi, thời buổi bây giờ tặng đồ dụm dởm với bà không xài mất công. Rồi 8.500.000 nè, con dục qua tao mua hết trơn đó con, Duy Gắn hay mua chưa con? Dạ 8.500.000 vô lộn 7.500.000 nè, 80 con Lâm nè, Nhung Vinh nè, à, đặt cọc nhắn 5 phi ha, Hà Tiểu Mẫn ha, cho trong coi lại gì con. À, Vinh vô rồi đó gái. Rồi chủ sòn luôn em 4 ly 1 nè, 4 ly 1 15 mới được mấy chị gái, không có chương trình đó. Tại khách này lâu năm lắm rồi, có nghĩa là xưa tính vậy đó. Giờ lần này em tính vậy chứ làm sao là 15 mà, bé Vinh không có ấy được. Rồi em chốt đơn cái chiếc nhẫn này luôn nha mấy chị nè, chủ 3 ly 6 sòn. Mấy cái vỏ không 15.000.000 rồi mấy chị, vỏ hộp luôn 14 năm, không được Trang ơi. Chị thương em đi, tội nghiệp em. Sòn xanh lá ha, có không trời. Mai Liên ơi mày có sòn nhưng Mai Liên xóm gài đủ, Mai Liên không ra chị chân mẫu. Ờ của nó mấy thùng luôn á. Sòn lắc sòn 2 ly 3. Đây trời ơi. Rồi đó hả, có sót không? Rồi bà Liên 300 món bà Liên lên nha, chuẩn bị nha. Chuẩn bị thẳng tay nha. Ừ rồi sao? Thôi tối này đi. Ờ vậy đi nè, đồng hồ mẹ hư mới đền nó đó. Chứ đưa đồ mắc tiền cho giữ không đền. Rồi nè, rồi để cái đó vô đó đi, rồi tối nay lên bà Liên đi hứa mấy chị. À, để em coi chị Hồng Mảnh ơi. Nhẫn sòn đi 15, 16 ơi, làm đi được mà. Rồi tôi chốt cái chiếc nhẫn này mấy bà luôn nè, 4 ly 1 kiểm định da mắc giấy nha, nó có mã số.
Rồi em xả đơn cho 18 triệu nguyên chiếc nhẫn này. 18 thôi lỡ em lên ý cái bà Liên cho em xin tối nay đi, em hứa với mấy chị luôn, mấy quỷ này sáng bây giờ về rồi nó không ở với em đâu. À, em lên mấy chị ý đi, mới chèn nhiều độ đây nè. Lắc hai con báo màu hồng hả? 18 triệu dùm em, 4 ly mốt kiểm định da. Phước Lộc Thọ tôi thấy nghe, Phước Lộc Thọ xòm để riêng, ý đây riêng 18. Chị lên bà Liên phải không? Rồi muốn gì lên đó. Còn cái nào chưa chốt dục qua đây đi con. Rồi chốt cho Mon Nguyễn nè. Ôi ơi, like cũng hết rồi, tới 300 món like cũng hết đâu. Like xong giờ tới tối like nữa cũng hết nè. Nè mấy chị mấy em ba lơm em không? Đó, ở đây hai mắt tôi bự với bay. Vậy là ốm rồi đó, hai mắt nó lồi ra. Đó. Rồi 18 triệu chốt đơn. Rồi xả luôn cho mấy chị 10 triệu luôn em nè, chủ sòn nè, Baliba nè. Còn mấy chiếc đây nè em xả luôn cho 10 triệu. Từ từ em bù cho dây sáng. Ờ vậy đi chị Thảo Trang. Hai chị bắt em bù chị đi cho dễ. Chứ thương em đi chị, 10 triệu lên. Sòn. Nhận 68 triệu qua Thảo Lê lấy rồi. Dạ sòn. Dung Trinh. Chốt đơn tình yêu xinh đẹp Dung Trinh. Rồi lên bà Liên nha. Dạ chị, 4 tỷ mấy? 4 tỷ mấy? Dạ 4 tỷ mấy à? Này bà con mày đưa cho cô coi cái con. Sao tôi đưa mày, đứt chỉ mày. Rồi lên nghe, chuẩn bị nha. Em về được có 5 hồng, 5 trắng thôi. Ai bỏ lỡ là tiếc nha. Trời ơi, đẹp dữ lắm. 14 triệu 500 nó vô chai chưa con? Vô tình yêu kim miếng đi. Rồi nè, chuẩn bị nè, thả cho em nhiều nhiều cái trái tim đi. Nhiều nhiều lên, em lên với chị luôn nè. Rồi nè, kèo quyết nha. Em có 4 giây. Khoan cái lắc tay này em chốt cho mấy chị luôn. Giá 24 triệu hoặc 2 ly 3 cái đi mấy chị xinh đẹp. 2 ly 3. Trời ơi, lắc tay mà mua có 24 triệu. Sòn nghe mấy chị, gần 30 củ mới chốt được đó. Sell cho 24 triệu luôn em, nó có toàn ten tăng đưa. Ni 48-54 đeo dừa luôn em, 24 triệu. 24. Hồi nãy ai mua cho mẹ nè. Chủ vali 6 sòn luôn nè, vừa bán vừa tặng nè, tại cái tội có hiếu nè. Nguyên đôi bông sòn vỏ hộp luôn to đùng 27 triệu. Nói thật sự bằng cả trái tim nha, cái vỏ này không chỗ khác bán trên 30. Cái vỏ không bán 30. Rồi bán chị Phương Lê 22.990 nè. À, rồi nè, đó rồi chốt nè, xả xuống nè. Rồi tôi để sao cho Phát Nguyễn nè. Phương Lê không chuyển bán liền chị sao nè, tôi bớt nè, rồi hết nè. Rồi bông tai 27 triệu nè. À, không có kiểm định mà bao hộp với bạn là xanh sạch đẹp nha. Xanh sạch đẹp. 20 con 7 vỏ hộp luôn mà em. Bông khoen sòn bạc hồi nãy có 24 triệu 500 đó Vân Jolie. 27 nè. Vỏ hộp con có lắc tay tao mua rồi luôn kìa con, 10 triệu tao mua rồi luôn kìa dẻo. Dục quá tao mua rồi sao con biết mẹ chân trời vợ trời. Dung Trinh lấy 10 triệu nè. Chứ em có chỗ nào mà cho tao có gỗ tôi dục vô cho. À, để sao bạn cái bạn ơi này, giờ bạn lấy cái này đi. Cái này đáng lẽ là nè, tình yêu xinh đẹp cái này tới 26 triệu nè. À 26 nè, tôi chốt cho bạn 24 triệu cái này đi Phát Nguyễn. À, cái 23999 với tình yêu kia đi. 26 nè, 26 là giá sale đó. Đẹp cực kỳ luôn nè. Đó, nè con chốt Phát Nguyễn 24 này đi. Nè tình yêu Phát Nguyễn, khỏi mất công dành lộn, thằng chồng nào cũng đẹp trai hết. 27 con Ngọc Ánh nè, cười hoài. Tối nay mẹ lại nha. Tao đây chim mày vui vẻ với tao quá, mày về mày buồn nữa. À, không hiểu không sao đâu. Nè này được không, cỏ này được không, tích cái kia, tao kia tao mua rồi. Nó về nguyên món vậy. Người à, ta về nguyên con vậy. Tại ví dụ như giờ đồ Ý á, ta đâu có tính tiền công, chỉ cộng chung vô. Còn đồ này là người ta về đồ sòn sẽ có cộng công nha chị, công tiền sắc xảo, công tiền sòn. Dạ, ví dụ đồ Ý ta về nguyên món hay chị không à. Chờ ghẻ lắm rồi, không ai bán ghẻ gì đâu, có một mình em cùng ba lơn bán ghẻ gì đó. Thiệt. Nè chị gái được cái này được không, 24 cái này được không. Dạ ok, vậy là con xã cô Phát Nguyễn thôi, chốt với chị kia. Rồi đưa hai cái lắc của cô Phát Nguyễn ra. Rồi ok, rồi em có bấm xả chị rồi, ok chị gái. Rồi chuẩn bị nha. 4 sao bờ liên này luôn em.
Hôm nay bờ liên em chốt với chị 20%. 13 triệu 500 ngàn giảm 20. Em chốt cho mấy chị luôn sợi dây này cho mấy chị luôn 10 triệu 800 ngàn. Thương tôi hả? Ngồi trúng like muốn chích luôn hả? Trời ơi mấy chị gái yêu xinh đẹp ơi, đẹp xỉu luôn em dây sòn 10 triệu 500. À, nó có tổng tan tăng đưa ở đây nha. Đợt này em đặt cái dây berlin này dày hơn nha cả nhà, không về dây mỏng nha, không phải đồ ý đâu nghe mấy chị, đồ sòn nghe mấy chị. Em có 4 sợi 10 triệu 500 ngàn, giá hơi bị cực kỳ rẻ. Ê nó nghe nè, có cái gỗ không, cái này nó nặng quá chị khiêng không nổi, có gỗ màu trắng ở dưới không cưng. Em có 4 dây 10 triệu 500, Ngọc Quyên 1 sợi 14 triệu sợi này nha. Rồi bạn Ngố 1 sợi, đợt này dây berlin em đặt dày hơn, không có đặt mỏng nha mấy chị, cái nó không còn dây nhỏ xíu. Con em đổ em chị đâu, nặng quá cái mà cái gỗ này nặng quá chị khiêng nó không nổi. Em dây dày đi, mỏng quá mấy chị chê nè. Con gái 10 triệu 500 nó con vô đi, trời dây nó dày hơn kia chút chứ nó không ai dày quá. 10 triệu 500 Lâm Châu và Hằng Ni Ngố, Ngọc Quyên kèo viết mấy chị ơi, đồ ý đã mua tầm giá đó rồi, cái này là đồ sòn. Rồi Ngọc Quyên còn một sợi nữa là hết. Kim Vân rồi sạch nha, 300 món rồi. Chúc đơn em có kêu lép đi đó cho em chơi mẫu rồi, có gì kêu nó lấy xe hơi chở em đi đi con nè. 105 ghi mẹ đi con. À, chuyển đặt cọc 2 triệu nha mấy chị ơi, dồn đơn thì chuyển 5 triệu. Rồi em để sao cho Minh Anh Ngọc 105 nha. Rồi đưa cho chị đi cái gì xinh đẹp. Rồi chiếc nhẫn này em mang 45 triệu nè mấy chị. Trời ơi em xả cho 36 triệu, to đùng luôn em. 36 nhận 4,5,4 sao bà. À, tối nay em lên cái sòn nhỏ nhỏ cho mẹ nha. Tối nay bông tai em đang có 50 đôi, nó đang làm tem trên lầu, không kịp mấy chị, không kịp, đang làm tem trên lầu. Ờ qua lửa cái bên đi cho Diễm nè, nguyên thùng này Diễm. Diễm ơi đi qua cái bên lửa nguyên hùng này Diễm, sẵn sàng chờ đón em. 36 triệu. Rồi cái này em có 10 dây, trong đây em có 5 hồng 5 trắng. Đợt này dây berlin em đặt dày hơn nha, em không còn mỏng nha, không còn mỏng, không còn mỏng. À. Ủa sao Phương ơi, Phương không lấy luôn bông gắn đi Phương. Trời ơi có 22 triệu rẻ không chết, không mới là 24 triệu đó. Ai hả? Không được. Ừ thôi bán đi. Cũng có được chứ mấy chị đó, mấy chị dậy quá trời, em nội tôi chống nổi với mấy chị. Bất 50 thôi. Trời ơi, người phụ nữ dễ thương của đời tôi đó. Rồi đây, em có màu trắng này mấy chị. Lâu lâu mới có màu trắng về nha. Bà như chị em chú ông bác. Rồi chiều dài từ 4 tấc tới 5 tấc đeo được luôn em. 13 triệu, em giảm 20%. Em chốt đơn sợi này nha chị nha, chị xinh đẹp ơi. Sòn nghe berlin đợt này em về dây dày hơn. Nha 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi đeo được luôn em. Em chốt cho mấy chị giá 9 triệu 500 ngàn. 9 triệu 500 ngàn. Em lên màu trắng trước nè. Đợt này là em về dày hơn, em không có còn về mini cooper nữa, cho mấy chị dày dày. Em mấy chị ơi, để em tháo cái đồ một bụng mà ra cái em mệt quá. Không mà em gán ngồi đi. 5 sợi nè. Trời Phật ơi, đã đang bị què nữa mà con nè, leo lên nữa bà coi nè. Gói mẹ la cũng nghe mày cười hoài đi, miễn ngựa. Coi tao lạ lắm cái gì cười hoài bà. Mẹ lạ lắm hả? Buồn quá hả? Buồn nhớ ly rượu đầy. 9 triệu rưỡi. Mua thì mua nghe, không có bơm nghe. La ghi em mắc mệt nói chị luôn á. Rồi 9 triệu rưỡi chốt cho Phương Linh, Tiết Sương, Phạm Nguyên, Trần Phương Ly, Diệu Nguyệt, Quỳnh Như. Rồi hết đi, gần thấy dám mà kêu kêu công chúa ra đó. Rồi ok. Số tài khoản sau lưng trên đầu em, đặt cọc bill hàng 2 triệu giùm em. Ngoài số này ra đừng chuyển số nào nữa. Chốt hàng duy nhất trang này giùm em.
Canh công an hỏi em sao không nhắc nhở khách hàng. Nói cái kiểu miệng như chú chở mày gan bán thịt heo luôn đó mà vẫn còn bị gạt. Mà cũng cảm thấy có cắn rứt lương tâm lắm mấy chị. Tại vì mấy chị thương em, mấy chị tin tưởng em, mấy chị bị gạt. Nhưng em biết làm sao bây giờ hứ. Cười nói, ở trong cười khúc này thấy dễ thương mà cho nên em cười. Dạ ok, chị Ngọc Châu mà gửi đồ về đi. Đây, màu hồng. Màu hồng. Lâu lâu qua mua nhiều đi, 20 tháng 10. Hồi xưa đồ không đẹp, giờ đồ đẹp cũng chết. Rồi cái 1-2 lựa chứ nhẫn trong xét bộ mua chơi vậy đó. Rồi màu hồng giùm em nè, màu hồng chút đôi em 9.6 triệu. Cái từ từ để em lên này cái mấy chị kêu em quá trời. Sẵn ha. Nè con cơ khẩu trang nè. 1.100.000 cái gì cũng cắt bớt cơ khẩu trang đi con. Chiều dài 6 tắc cái khẩu trang ơi. Nè con. Nè gái. 1.100.000 khẩu trang nè. 9.600.000. Hồng gấm lên em chào chị. Rồi nghe bạn về ơi, tôi nghe rồi. Đó. Bà khẩu trang bà dễ thương vậy chứ có đợt bà cũng vào em đó bà nói. Cái gì mà tính biêu hàng gì mà 2 tháng trời tính không xong. Em nói vũ. Thường thường giờ Thảo Trang có dặn nghe, bữa nay Thảo Trang dặn là biểu rồi đó nghe, làm liền nghe ba. Rồi chốt đơm em 9.6 triệu. Giống như em chịu nhiều lúc em cũng dễ thương, nhiều lúc em cũng lên cơn á, chị em cũng tào lao lắm. Đó em nè. Đó, rồi chốt trình yêu lưu ly dương. Một chị. Và hôm qua đặt cọc như kia. Được, giờ đảo này phải không? Rồi cho bé tiết xương lấy đi nữa, mấy đứa nó nói chị Vinh cho ha. Đổ 500k nha. Hồng Nguyễn nó la tôi, nó tội nghiệp tôi. Rồi còn hai sợi nó là Vinh hết nha. À, vàng 610 cũng bớt người ta 10% tiền công đi ơi, mẫu ơi. 610 bớt lễ 10% tiền công đi con. Còn vàng tướng 500 tiền công đi. Rồi còn hai cái. Dạ, bỏ như mấy anh quỷ nó. Mấy chị đặt cọc em 2 triệu thôi, mấy chị đặt cọc chi 10 triệu giữ thằng không biết nữa. Mấy bà chuyển đích giả, bà chuyển một lần một đống, mấy bà chuyển em chuyển lần có 500 ngàn à, nhiều khi ngộ lắm. Kêu chuyển tiền của mấy chị chữ nửa tiếng hồn. Đặt cọc 2 triệu, 3 triệu em đi. Dạ, chị xuống em là chị... À, rồi con. Rồi còn 2 sợi nha. 9 triệu 6 còn 2, đăng lên còn 2 đi dẹp. Nè, dây Gucci em về được 10 sợi luôn em nè. Đợt này em về dây rồi, em lên màu hồng chút cho mấy chị 5 sợi. Gái ơi, cô chừng nó gói nghe, để y ghen cái bọc cho người ta nghe cái. À, nè còn không con cứ đương vậy thôi nè. À, mấy chị mua trinh hình nó cũng hơi nó lâu lâu nó mới có đẹp lắm nghe mấy chị. Dây với lại mặt luôn mà dây của nó có hai cái nắp toàn tan, từ 4 tấc tới 5 tấc đều vừa luôn em. 13.900.000 giảm 20. Em chốt đơn với mấy chị sau này luôn em, giá 9.900.000. 9.900.000 cái đó nè em đền cho Thảo Trang rồi không còn xu ơi. 9.900.000 giùm em. Nè con 5 sợi. Ai bỏ lỡ tiếc nha, giảm luôn 20 đó. Đẹp giả mang nha, nè con 9.900.000. 5 sợi. Hàng VIP không con ở đâu có. À, cái đó là sòn giùm em nha chứ không phải là ý đâu. 54 FPV1 60. Tính cho 58 đi. Còn 1V thì rẻ hơn. 9.900.000 nha, 9.900.000 Trang ơi. Trang Trinh ơi. Có 5 sợi mấy chị, cái dây nữa nè. Cái tiền dây bao nhiêu, tiền dây mấy triệu bạc, tiền mặt tới mấy tiền bạc rồi tiền hộp nữa. À, Mai Hồng nè, chị ơi đừng để số điện thoại lên trên đây nha. Có rồi chừng nó gạt mình nha, đặt cọc 2 triệu thôi. Giờ nó không có lu bu lăng tăng gì đâu, ai được đọc tên có đơn, chuyển cọc liền giùm em 2 triệu, 3 triệu giùm em. Cái view nịch bao nhiêu hả? Kêu nịch 3 tháng đó mấy bà ơi, tôi ngứa mà. Nó hột tùm lum chân nè. Rồi, xả 9 triệu 6. Rồi, Gucci giùm em. Cái giỏ nhẫn đang đeo 85 triệu. Em lấy... lấy gì tình yêu? 12, 13, lấy gì tình yêu hả? Ni ơi, nhìn nghe nè Ni. Gieo lùi viên màu trắng trước á hả? Rồi con ơi là con vô có sợi dây 4 cánh màu trắng trước đó con ơi. Chị Trang Trinh không ai lấy cái đó. Rồi vô 9 triệu rưỡi nè. Ờ đẹp lắm mấy chị ơi. À, nó có màu trắng nữa nha. Hồng hồng cái nào ấy được có đưa qua đây con. Có màu trắng nữa. Rồi em qua mẫu này. Cho mẹ lại 3 sợi đi con. 3 sợi. Đây bông tai nè. Đít đẩy đít to luôn em nè. Bông ghép sòn.
em chốt cho 12 triệu một đơn. 12. Chị đưa hóa đơn đi nè, tụi nó tính với chị 15 đó chị. Phải đem hóa đơn theo mới được. Xong có hóa đơn mới được, em trả hãng mới được. 12 triệu một đôi, có hai đôi. 17 sale 12. Nhắn đôi 27 triệu ta mua rồi chị gái. Trời ơi, đau nhắm cái chơi này. Thương em. Zalo là giả bạn ơi, kết bạn là giả luôn, chốt chăn bay. Nguyên một đôi bông sòn 11 chín đi cho số đẹp. Bé Vinh về được hai đôi. Ờ để đây chị đi con. Ủa cái đôi này mà, ê có một đôi nghe, đôi này kiểu khác nha. Đôi này kiểu khác nha. À nè, cái đích bông của nó đẹp gì nè, đích đẩy nha mấy chị. À 11 triệu 900. Hai đôi kiểu khác nhau, 119. Bà Linh đang lên đó cưng. Nè gái. Rồi hồi nãy cái dây màu hồng và màu trắng nè. Rồi màu trắng mới Vinh chốt đơn cho mấy chị yêu. Màu trắng em chốt cho 9 triệu. Màu trắng có 5 dây nha. Dây mặt là dây luôn. Cái dây không mấy bà đã mua mấy triệu bạc rồi mấy chị gái. 11, 9 cho em có 3 đôi đó. Dĩ Vũ, Trúc Nị với Mandy con ơi. 3 đôi trong đây nè con. Cho ca dừa cái con ơi. 119. Trúc Nị. Rồi Mandy. Mandy à. Trời đọc tiếng Anh dữ ha con mình, tôi hiểu luôn. Rồi dây chìm em 9 triệu 5 sợi. Nè con. 1 2 chị. Rồi ấy. 5 sợi Gucci màu trắng 9 triệu một sợi. Không phải gì ý đâu nghe mấy chị, nó sáng trưng nghe mấy chị. Đặt 2 tháng mới có hàng về cho mấy chị mà mấy chị không mua. Hận đời xăm mình nữa bây giờ nó nghe. 9 triệu cho chị Dung Ngô. Nè chị nào 4 tấc, 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi, 5 tấc đeo được luôn mấy em này. Ok, tiếp xin nó Vinh nói cho, coi tin nhắn ký tức xương con. À, rồi, kêu bạn đổi mẫu vô lỗ 500k gái. 9 triệu xài mấy chị, cái mặt không mười mấy triệu rồi. Ủa con Dương 1 triệu 900 cho Mandy cho con. Mandy, Andy, và cái kịch mà em nhớ kịch Hoài Tâm với Việt Hương đó. Gặp bộ cái Andy, em đi, hai người xấu muốn chết. À, em không có tin nhắn đâu, 11 triệu 900 hả chị ơi. Chị đấy, 11 triệu. 9 triệu, nó đẹp, ô nó đẹp làm sao. Rồi nó ấy luôn. Rồi, đưa cho 4 sợi tôi đây bạn ơi. Rồi, qua chương trình với mấy chị nè. Bông tai nè, dây cổ, dây chuyền cổ không chịu nè. Dây nhẫn 58 triệu qua có bị bơm không con? Nhẫn bự bự qua giảm 35% đó con. He he he. Dây túi về rồi he. Mấy chị ơi, tranh thủ. Cao thủ bằng tranh thủ giùm em. Nhà này em không còn có chỗ nào để em núp lùm, em làm một cái bụi lên em đi toilet gì được mấy chị. Mắc cái gì mà mắc tiểu hoài luôn. Từ lúc em thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ tới giờ. 5 sợi màu trắng hai bề nha. Bình thường cái mặt không mua 13 triệu 500 rồi nha. Rồi bé Vinh chốt đơn mấy chị luôn nè. Rồi bé Vinh chốt đơn mấy chị luôn. 12 triệu một sợi. Ai bỏ lỡ tiếc nha, cái mặt nó hai bề nè, bề này một bề, bề này một bề. Ở đây có toàn đen tăng đưa, dây về dày hơn đợt đầu. 12 triệu em có 5 dây. Cho mẹ cộng này mẹ đeo luôn nha, mua đen quá nè mấy chị. Em đeo cộng bán 4 cộng nha. Bé Vinh đeo cộng bán 4. Bé Vinh đeo cộng bán 4. Bán cho em đôi bông đi hả? Đi chị bán cho. Coi tin nhắn hình em Ngọc Vương đi con ơi. Thấy thương không? Trời ơi, đau quá mấy chuyện. Không cần chỉ đích kiểu gì mà đau có một bên à, ngồi bây giờ ngồi kiểu còn ngồi nhõng lên gì nè, giống như mấy người mà đi bị cái chân dài chân ngắn cả thọt. Đau hay mẹ hả? Mai lên bắn vốn thôi. Sao một là đeo đều hai bên, còn hai là không đau hết. Căng cái gì tao không thấy cứ căng lên đâu mà thấy đau hay ẩm không. 12 chốt cho nè Ni nè con, để riêng Ni bọc đi, biết Ni không? Gầu lắm, mấy bạn đi mua vàng mang dấu tôi gầu đọc không dám đọc tên. Rồi bạn 12 là bạn Bùi Thị Diệu Thu. 12 nè con. Rồi Trinh Nguyên. Rồi Phụng Kim. Rồi hết rồi, em đeo sợi. Em đeo chứ mấy chị. Em đeo cộng với. Xã 9 triệu 6.
em tưởng dễ ăn mấy chị, tưởng cho đẹp 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 xíu đâu biết. Giữ cực thôi bà nội, ai biết vô gì. Nè thơ chương lấy 12 luôn nè coi. Rồi màu hồng 12 năm nha. Hồng 12 năm. Trời ơi cái gì cũng lên, đô lên, vàng lên mà bán với bà Y Thinh nè. Thì chỉ có bé Vinh thôi. Tôi đang gán nín đó chứ tôi đau bụng lắm nè mấy chị, nói thiệt luôn. Nói thiệt luôn nè nè, rồi chốt đơm em. 12 triệu 500 ngàn dùm em, 4 tấc 42, 4 tấc rưỡi. Hai bề luôn nha. Tới 300 món bờ liên mà làm gì mà like hết được, cho nên tối nay gặp tiếp. 12 triệu 500 ngàn. Ủa này có 4 sợi à nghe. 4 sợi. Khoen lặt đó em mua về thị trường cũng đậm triệu 6, triệu 6 50 rồi. Chị bán 145 giá tại tiệm cho em bữa nay. Còn bình thường mà chưa giảm lễ là 1455 cho tình yêu đó tình yêu ơi. Dạ nó dính chung Đức Lan. Đức Lan 12 năm nè con, 4 sợi à. Bán 3 sợi đi. Cho mẹ đem sợi được không? Nghiệp mẹ. Bà Lín không có xét. Trời ơi chủ sòn luôn. Đẹp lắm, 12 triệu 500 đẹp lắm mấy chị ơi. Chủ sòn ba ly sám. Xét bộ 125. Coi tin nhắn ha, tình yêu Ngọc Dương bông gì con, nên mẹ coi hình nè con. Trời 12 triệu 500 đẹp lắm nè. Màu hồng đẹp cực kỳ. Ờ cái lắc nó mắc lắm chị đó, em nó không ghẻ được. Mua vốn cũng chưa đó rồi đó. Móc máy nó mắc mà cháy lòng trong nó bọng không, nhìn vô công nghệ là biết nó ra cao mà. Kệ mình mua 1.4 triệu, mình bán 1.4 triệu, mình mua 1.1 triệu, mình bán 1.1 triệu. Để tùy cái kiểu. Giống như cái lắc này em đem bán 1.2 triệu sao chị biết, nhưng mà em đâu chịu như đâu nào ra đó. Sau này quay về cháu dễ chị em không mất lòng. Không có cao đâu em bao cho. Ở đâu bán 1.4 triệu 50 thôi. Dạng nhiều là tặng mông cho đeo. Không được, 1.4 triệu không có được. Đăng rồi 5710 rồi, mang giá cũ chị không. Không phải chị biết xong, tại cái lô này em bán gì xong em nhập làm nhập đâu được. Sao nhập được cho đó, tại vì lúc trước em nhập được cái giá rẻ. Giờ bán đứt luôn thôi, chừng nào đợi giá hạ mới nhập lại, bắt đầu canh vàng mới nhập lại được. Chứ em đâu nhập được giá đó đâu. Thiệt, mặt nó thiệt mà, nói chuyện không chấp mắt luôn nè. Thiệt. Chị thua em mà mấy chị. Cuộc đàm phán chị đó thua em mà, chứ nó mệt quá mệt. Chồng chưa gửi. Rồi em chốt nguyên nó bông tay cho mấy chị luôn, chủ sòn. Chủ sòn ba ly sáu xanh sạch đẹp luôn. Em chốt cho mấy chị 22 triệu 500 ngàn đích đẩy ba ly sáu nha. Halo chủ với hộp luôn 22 triệu 500, giỏ nhỏ năm đeo 36 triệu. À nè mấy chị đích đẹp luôn, em đích trái tim nha. Halo chủ sòn luôn, cái giỏ không mua 10 mấy cặp, hộp không mua 20 mấy rồi mấy chị, 30 mấy triệu mới chốt được. Xả đơn 22 triệu 20 tháng 10. 22 chốt cho Ni nè con ơi. Ni nè, Ni nè. Gì vậy? Ờ, tính đây rồi. Lắc 145 mới bớt được. Chị ơi, xét bộ không có xé lẻ bán đó, mà có mình mà tôi bán lẻ luôn mà ba món chi ai đeo nè. Thiệt luôn. Như thôi là thấy cuộc đời nó vui êm rồi đó. Dây đang đeo là 12 triệu 500 nè mấy chị. An Lô còn 12 năm màu hồng. Màu hồng đẹp lắm ha. Hồng đẹp lắm ha. Đăng lên đi con, màu hồng đi con. Màu hồng còn 3 sợi. Đeo được 2 dáng à, dáng trong dáng ngoài. Gì mà em đăng like rồi sao lấy được mà. Kêu Nhiên nó mẫu nó lấy đi. Mẫu lấy cho mẹ đi. Đang kêu kêu à. Rồi em có 5 nhẫn màu hồng mà. Trời ơi 45 triệu này, xả còn 36. Rén cái bèo nghèo như là cục cức meo à. Rồi 36 triệu dùm em. Có 3 sợi nha, con đăng bán đi con, 12 năm con, giá like con ơi. Mày nhớ chữ sale rồi để mấy chữ hạ nữa, tao chết con nghe dẹo ơi, mẫu ơi, dẹo ơi. Chị nói tính chỉ như chứ lấy vòng thờ mấy 7 triệu nhạc vô. Ai hả? Chị thích Yến Phương, chị được chốt. Ừ, từ từ xíu lấy cho, kêu chị đợi em xíu đi, em coi con nè. Chú lấy 2B là 22. Không, chỉ xài loại 11 là mấy. 11 là tuột nước biết còn không? Bây giờ chú phải đợi em đi. Ừ. Thì bây giờ nếu mà tuột nước là 11 năm, còn ví dụ như nước ép mà 1B là 16. 35 được không Vinh hả? Dạ được. Đang đi. Mưa gió bão bùng. 35 chốt chế luôn. Bà chạy giá chơi tào lao là em mắc tôi nghe cái chuyện nghe nó chứ không có em nhận. Cái gì mà đi qua? Đi tử lúc nữ bên kia chơi. Cái gì vậy?
Trời ơi, không có đặt được. Nè, túi trắng nè con, vô 12 tình yêu ơi, Thu Trang đi con, túi trắng 12. Ni nãy đi số 10. Hổm em có bán xe bán có 1.200.000, giờ làm gì còn, vài bữa có đem hú. Mà thôi, đợi hú với tới 800 năm chứ hú hả? Xạo xạo vậy thôi chứ có nhớ đâu. Ừ, em quên. Rồi em có 5 chiếc màu trắng nè. Nó đẹp, trời ơi, nó dễ thương. Na 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 na. Dây hả? Dây 12.500.000, đang lên sòn này Minh Phúc ơi. Này có 4 chiếc hay 5 chiếc vậy ta? Rồi bây giờ có 4 chiếc chữ H nha. Chú cha mà ơi, 11.500.000 à. Rồi em chốt cho mấy chị luôn giá 7.500.000 một chiếc. Rồi xã 12. Lấy 12 năm nè con gái ơi. 12 năm nè con. 12.500.000 rồi chốt. Có 4 chiếc không mua thì tiếc của cuộc đời nha. À, 7.500.000 chốt cho chị Lan. 7.500.000 chốt cho chị Lan yêu. À, chữ H sòn không phải ý đâu nghe. 75 chốt đơn. Rồi ngố một chiếc nè. Túi trắng 12 lấy trên Linh Ngô đi lên nãy chị kia xả nè. Nè của Ni nè con, của chị Ni nè. Bảy đứa vô chị Ni nè. Ok không sao, cứ xả like đi về tình yêu. Đứa nhẫn 13.500.000 của Bảo Trân nè con, nhớ không? Lấy mẫu ra nè, Thu Lê một chiếc nè. Còn một chiếc nữa hết nè nha. Em đang đeo là sòn. Sòn mấy chị ơi, đang đeo sòn. Còn một chiếc nữa là hết. 7.500.000. Được tình yêu như ý giỏ thôi. Xi trắng tặng cho. Rồi vô dây hồng cho cô đi con, 12 năm nè. Vàng 4 số 9 5 7 1 0. Bạn già ơi, bạn kia Nhung Cao ơi. Rồi còn chiếc 7.500.000. 13 năm của chị bên kia con nhớ không? Nè con gái, con lấy cái đèn màu xanh xuống được không? Con nhỏ gì lo cái đèn màu xanh xuống đi. Rồi đó là tao dục cho nó dễ được không? Xài nít này chốt nít kia hả? Tao biết đường đâu gờ. Con coi trả lời Tiết Xương ơi con ơi. Hai gì? Hai nít là một. Nè con 12 năm nè. Vô 12 năm đi tình yêu kia chưa? 7.500.000 còn một chiếc nha. 13 năm của Bảo Trân xã đó con nhớ không? Thấy rồi, chưa lấy ra phải không? Lấy ra không kịp à Hằng ơi, Ani ơi. Xin lỗi lộn kêu lộn tên nè. Không có cho đọc tên. Khổ dữ lắm. 12.500.000 còn một chiếc màu hồng nha. Cho miếng khăn giấy với con ơi, lép ơi. Rồi màu hồng giùm em nè, chốt đơn màu hồng. Màu hồng em có 5 chiếc. Rồi màu hồng chốt đơn giùm em 7.000.000. 7.000.000 là 7.000.000 đó. 7.000.000, túi trắng 12 này vô tình yêu an luôn đó chị kia xã đó con. Mẹ làm em đi. Đài mẹ chứ, để mẹ không rồi đồng nghiệp. Rồi rất nhắn à mẹ ơi, làm em. Nè, mẹ làm em đi, để nó chạy. Rồi cái da ông ta, cái gì mẹ nói bán đồ cũ nữa. Rồi chốt đơn em nè, 7.000.000 giùm em này. Chốt hình Vinh ơi hả, là chốt dây. Đây nè, rồi chốt đơn em 7.000.000. Màu vàng hồng nha. Này Ni ơi, mua luôn Ni ơi, rẻ quá trời nè. 13.500.000 nè. Ờ, vậy đi mưa chứ nhà đông khách đi, tự nhiên cái em suy nghĩ em ấy. Để em lợi cho đông khách, em lợi ế quá, em cũng thấy em quê. 13 năm nè Ni ơi. Không có gì, 45 ta chốt và đặt ra đi mẹ, nó đặt được đó. Rồi lên đây mà em à, 7.000.000 chào đẹp đó mấy chị, vàng hồng luôn đó mấy chị, màu hồng luôn đó. 13 năm đó chủ vali sáu
À, cái này em có 7 triệu một chiếc à. Cái này sòn nha, không phải ý đâu nha. Phương lấy rồi, Phương đợi mưa Phương lấy luôn mà Dũng. À, dễ thương cho trời, cưng nha mấy chị. Đem con chỏ cũng đẹp luôn nè. Rồi bán cho 6 triệu 9 chiếc nhẫn này. Ê, ghé mẹ. À, dây gắn sòn đặt lại một tuần. Kêu Duyên đặt trắng với hồng đi. Mấy cái dây bán hết trơn nha. Chứ mấy cái dây cô về bán hết rồi. Bông gì ạ? Bông gì ạ? À, nó nghe nè, chị bán chị Nguyễn Liễu rồi. Dương ơi, hôm qua chị Nguyễn Liễu cho giá có 55 triệu bán rồi. Lỗi em. Mà đâu đâu đặt được giá năm mấy 60 triệu đâu, đặt 7 mấy triệu lận. Nè con 6 triệu 9 nè. Nhẫn hồng có đi 19 hả? Không, không có 19. Đi số 8, số 9, số 10, số 1, số 12, số 3. Viên 11 triệu 500 hết rồi. 12 triệu 500 còn một sợi nè con. Cái gì lỡ hết rồi con lấy hồng xi trắng cho mấy con nha. Thừa tiền. Trừ qua không được á Trang Thu ơi, để chị kêu nó chuyển lại cho em rồi em chuyển qua nha. Biết sao không? Tại vì nó có cái chương trình kế toán nó coi trong bảng sao kê. Có tiền thì mới đi được, còn trừ tiền cọc nó không có thể hiện trong bảng sao kê. Con nhỏ gạch tiền nó không chịu chứ không phải con nhỏ kia. Tại giờ nó làm theo phần mềm hết rồi em. Tại chị bán đồ đi là phải có tem có bọng phải kiểm tra quản lý được. Ngày xưa thì đi lạng sạng sàn ngầu lộn đơn tùm lum hết. Bây giờ không có. Lầy la nha. Xì đi luôn em này. Con gửi gì gắn sòn của chị Phương nãy đi con. Chết tao mấy chị đặt có 45 triệu hoài trời ơi. Chết tao rồi. Phương nó hại tao rồi. Rồi đây chốt đơm em. Em có bao nhiêu sợi màu trắng ta? Có hai dây, ba dây trắng, ba dây hồng, ba trắng, ba hồng. Nhỏ đang đeo có 6 triệu 9 nè. Dây chữ H nó từ 4 tắc tới 5 tắc đeo được rồi. Nó có ba cái nắp tâm đưa bạn yêu ơi. MB băng là lừa đảo nha. MB băng là lừa đảo. Số tài khoản 24, 27 thôi. Mấy chị thấy cái nào mà nó dài dài đó, hơn 4 con số là giả nha. Rồi em nhắn đi nhắn lại hoài mấy chị ơi. Mấy bà gán để ý giùm em cái đó, bà bị gạt tiền. Đây, ôi nó đẹp tuyệt vời, ôi nó đẹp làm sao. À, 15 triệu nè. Em sale chẳng nó chỉ còn 10 triệu. 15 bây Vinh sale chẳng còn 10 triệu luôn. Em có 3 sợi CD đĩa, một sợi 10 triệu lung dây nha cả nhà. Quỷ đó giả đó, 12 năm để bển đi con. À, tặng bạn cái hộp nhân tạo 6 ly 3 để vô đẹp nha Phạm Sen ơi. Ồ hình làm thiệt hay giả, một cái tóc gì dữ thằng vậy. À, ok chốt đơn cho 10 triệu nè. Trời Vú ơi, bà kêu con gái em ơi Vú, sao nó giống Mỹ quá, lâu ngày không gặp nó chơi nha Vú. 10 triệu chi lan nè, lắc Berlin lên liền nè, dây chữ H vàng hồng nè. Rồi ok Trăng Phan nè con ơi, nhìn nè, Trăng Phan lấy 12 năm với 6 triệu 9 nè con, cùng một bộ cơm le đó, tao xẹt ngang đó nghe con. Rồi Hoa Chương nè, dạ không vô bánh liền rồi. À, rồi còn 10 triệu sợi nữa là hết. Viên 15 triệu còn viên nào không á? Còn mai lên em lên sòn cho. Rồi ý chút xíu ca. Rồi lên trễ quá, mày mấy anh công an nữa làm mắc biết bao nhiêu tiền tôi không biết. Mà tôi kêu làm nhắn tắt đơn giản gọn ghẻ đi mà ổng nói không được. Nó nói bởi tôi đi anh bên kia ảnh mối vô tôi ký tên cái tôi đi về không. Ổng nói anh bên kia là mà mối còn bên đây là chưa. Rồi 10 triệu giùm em lã này. Nè tặng mẹ phải không? Rồi tặng mẹ em băng. Ok ok đây bác, đây bác bác. Tặng mẹ nè. Cái hạnh nào đi đầu, hạnh hiếu là đi đầu nó mới chịu xinh đẹp. Cho nên đó, mấy bà có hiếu là nên mừng. Có hiếu ai cũng giàu hết, không ai nghèo hết. Rồi con kêu Duyên chuyển 1 tỷ 8 với bên kia đi, con kêu chuyển Đức. 10 triệu còn sợi đó con đang bán. À hạnh như lấy. Nè nè Nhiêu con lấy tiền lớn đi. Con kêu Duyên xuống đi. À, nhìn xuống nó chưa nó có nó trả nợ cho bên kia, còn không xin mày chuyển khoản nha. Có tiền lớn không nha, tiền nhỏ không nha. Nè con hỏi nó coi của ông Quy nó 1 tỷ 8 mấy à. Trả đủ hết cho tao đi cho đỡ lu bu nha. Đừng bớt tao nữa nghe, mấy con tao la làng nha mày. 10 triệu giùm em nè. Rồi xả 9 triệu vui nè. Rồi ok nè, 9 triệu vui là nào đâu. Bông halo 7 triệu hả, còn đó. Vậy con đóng gói ấy đi để nó. Ông kêu liền là ngàn xíu nó quên nữa đó. Ờ, nó xấu nó sau lưng ai. Nè, mình nè, trả anh ta 1 tỷ 8 mấy đi. Dạ, đi ô luôn rồi, đi luôn rồi,
À, đi 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 xe hơi đi. À, xe chở hai con. Cho mày đi bộ. Nè nãy ai trả giá 12.999.000 giờ em bé em bán nè. Mưa. Mưa bán trời nắng không bán nha, trời mưa bán đó. 12.999.000. Nhãn đang đây 6.9 còn 3 chiếc. Cái nào con chốt nhiều đưa mẹ lại nhiều nha. Cái gì đi con nhớ lấy cái đồ vừa đi nha con. 12.99 em nói chị. Cho em hơi xấu xấu nết ghê, em tháo cái đồ nịch bụng rồi được không? Em tháo không nổi. Khoan nha, đem đang kéo quần xuống. Trời ơi nịch cái gì mà 3-4 lớp. Đói nó mắc thở em hoài. Nhưng mà em bị nổi cục rồi, em bị nổi cục chỗ này nè. Em đang lo rồi. Cho nó hút máu em gà quá. Em bị cục cục rồi mấy chị nè, gửi ngay chút lấy nha. Nè, bạn yêu chăm gửi. Bạn lấy về. Ờ, bạn bưng nguyên mâm ra luôn đi. Ờ, vú phải lấy liền mới được kìa, vú kìa. Ờ, đi toilet đi. Nhận một hộp nhỏ. Rồi, chốt 21 triệu nè con yêu. Vô cho Nhật Hạ 21 nè con. Bông vuông nó sửa 21 đi. Rồi, Thiên Lý 12.999 nè. Rồi, em hết. Cần mệt không chị? Sao em chị? Em bị một cục chỗ này nè chị. Nè em bị một cục ở đây nè. Ủa ngay này cái chỗ này mà tự nhiên sao em bị một cục rồi nè. Không lẽ em đâu có làm gì chỗ này đâu. Em gọi em bị một cục rồi nè, không biết sao luôn. Giờ lỡ tới đây rồi, để vài bữa em lên chẳng chắc chị em hỏi bác sĩ. Mổ có ra cái chết chết em, đổi mổ lỗ 500k. Rồi màu hồng nè. Màu hồng. Bị thuốc áp xe hả chị? Nè. Ồ, mấy sao em bị rồi nè mấy chị, em gò không sợ. Chồng nó đi làm đẹp đã về quậy cả nhà ai không chịu nổi. 9.9 triệu. Ông nói bệnh tật gì đâu mà nó về vậy vậy đó. Cũng hên ha. Đó mấy chị nhờ tập tắm giống em không? Không có sợ chồng nữa chứ sợ chồng chửi cho bà nội. Bé đẹp. Nè mấy chị xinh đẹp. Thời bồi bụi 4.0 mà sợ chồng là quế đó nghe ba. Xử liền. 9.9 triệu. À, không phải đâu á, mới làm á. Ờ mấy chị nói cái cho em đỡ em mệt bứt rứt quá. Mấy chị ơi bứt rứt quá. Cái nết em nhìn cha đàn ông vậy mà bứt rứt em chịu không nổi. 9.900.000. Trời trời CD đẹp lắm nha mấy chị. Uống thuốc tan không chị? Ờ mới đưa cái anh pha cho em ngậm, em không ngậm mẹ chứ. Đòi dây đeo nè chị, em nói với chị nghe nè, cái mặt không á chị đã mua bao nhiêu tiền rồi mà nó có luôn dây luôn mặt trên đây luôn, đẹp dữ lắm. Đây cái này đưa hai con dây vô đây gì CD đi ở luôn em, sale 9.900.000. Rồi em có bông tai này đẹp quá trời nha, lầy la nha. Em có 1, 2, 3, 4, 5. Dạ, người ta cần víu á chị, cần víu cho to hả? Ê, nó nghe nè bạn ơi, bạn đưa mình gì rồi sao mình gỡ bạn ơi? Ê, sao nói như chích chùm Campuchia vậy bay? Nè, cùng một bộ nè, nói mày. Ê, nó nghe nè, sao đâu bông mặn gì rồi sao chị like? Đâu nào không dích nhau gì chân sao chị like? Chị mốt đó con. Chị mốt đó con, đồng hồ chị mốt kia chịu hai. Mua thuốc uống đi bạc để em lên bác sĩ coi. Ủa năm đâu này còn gì sao chị like được má hàng ơi. Cứu chị ơi. Ai trời nó si giờ nó mắc lắm chị. Xưa nay dễ rẻ ngủ 7-8 triệu bán được. Dạ. Gỡ không đâu được không cho chị like được không. Ơi tính. Tính rẻ không được, nước si mắc lắm nè, nước si mắc lắm. Nhẫn nam, nhẫn nam Berlin nè, chuẩn bị lên mấy em nè. Dây có 9.9 triệu nè mấy chị ơi. Thôi bự quá không chịu mấy chị ơi. Rồi chốt đờm em nhẫn nam nè, 10.500.000. Dạ mấy anh tay nào mini mà đi làm ngân hàng ngân ơ rồi đó, nhẫn đồng tiền sao. Dạ, em hỏi mấy chị tự nhiên bị cục đây nè, mà em đâu phải ngay này chỗ mà em hút mỡ đâu.
Rồi chúng ta 10.500.000 nhẫn nam đó con có mấy chiếc. Giờ bị cái gì lên đây nói không biết đường mà chị gỡ gối tiếp em. Ơi. Dạ. Từ giờ hồi 4 lần nó tính tiền mà tính ghẻ. Lấy chị 900 thôi con, tao chịu mày ơi. Trời ơi xin đốc rồi. Nó chu mi á, nó khô em. Dạ nó không đau, nó mới à, em thấy nó mới bị à. Hồi xưa nó chị biết không, bây giờ nước si em còn nước lót. Em si đồ không nước lót xuống xấu em chửi chết luôn, giờ không giữ vậy lắm. Đối với mấy chị em dễ thương với đối thợ thầy với mấy người nhập hàng là em quậy lắm. Si đồ là phải si xuống vừa nhanh mà vừa đẹp mà phải vừa bền mà phải vừa lót luôn kìa. Lấy tiền là phải làm cho nó xứng mát người ta. Dạ chứ không có tào lao. Đó, tội nghiệp em. Ồ tôi giờ bớt em nhiều lắm rồi đó mấy chị, thương em. 10.500.000 cái dinh hết. À, nhớ chị Kim Thơ không sao ha. À, 9 triệu nhẫn đang đeo 6 triệu 9. Đi bác sĩ cho chắc. Rồi em biết rồi mà tại em lo live stream mấy chị nè. Em bán lễ xong qua lễ em mới đi. Rồi cái này em có số lượng là 3 nhẫn nha. Cái này à, con nít người lớn gì đây cũng được. Cái này con ơi chút xíu nhớ cắt mấy cái bọc ra nha. Để người ta sợ bị chày người ta quấn bọc nè. Chàng ơi mấy chị ơi nó đẹp trai. 12.900.000 nhầm em 3 em để coi bằng giá tiền nhau. Bằng giá tiền nhau luôn 12.900.000. Con chiếc nhẫn này mày thấy mờ cam nha, làm bọc này nha, chút con gỡ bọc ra nha. Giờ đây chút xíu em đi bác sĩ nha. Em bán mấy chị xong 20 tháng 10 là em đi. 21 em đi cắt chỉ. Đáng lẽ là bữa nay tới ngày em đi cắt chỉ mà em hẹn bác sĩ nó không. Mắc đi kiếm tiền này. 12.900.000 có 3 bé. À, rồi chốt luôn cho 12 năm 3 bé nha. 12.500.000 nhẫn chạm cát. 12.500.000 à, và 4.5 tỷ chứ yêu Hà Thảo Quyên. 12 năm. Mười hai triệu 500.000 nhìn em đẹp trai lắm. Ngôn có đây lòng trong nó có dắt lòng đồng tiền luôn em mấy chị. Cái này nó vàng nó dày hơn chứ hồi nãy. 17-18 triệu mới chốt được đó. Chị Ánh Phi Võ lấy 12 năm đi chị Ánh Phi Võ. Anh Phi làm lớn đi được luôn chị gái. Dạ. Mẹ ơi có dòng qua Mai Phận không mẹ? Mai ở trên lầu á. Diễm á hả? Diễm có dòng vuông trăm mấy triệu của qua Mai nhỏ lắm Diễm đeo đâu được. Ở bên hãng của chị qua mấy cái dao đó có dòng đó. Kêu Duyên lên lầu lấy hai dòng cho chị coi trước đi. 12.500.000 mấy triệu cho Nguyễn. Rồi bông tai chốt em 13.500.000 bông tai. Em có 4 đôi, model cực kỳ luôn nha. Gì đó. Trời nhẫn nam 12.500.000 rẻ muốn xỉu. Bông tai về được 4 đôi cực kỳ model 13 năm sòn full. Trời ơi, đâu phải bông ý đâu mấy chị bông sòn. 4 viên nước ép, viên nước em. Để em coi coi vú lấy một V hay V đây mấy. Đây đây đây. Không được cái này vú lấy không được, vú kiếm cho em một V. Vi chu á. Còn mấy vú kiếm thêm viên nghe đi, bán nghe rồi chế hai viên nghe, ba viên ép đi. Đó, đưa thêm đổi cái đó là em 13.500.000 giùm em lại này, 135. Rồi dễ thương nha mấy chị, model cực kỳ luôn. Model cực 13.500.000. Em ơi, hai cái móc quá. Hai khóa Mai Liên ơi, con ơi. Vỏ hồng quá hả? Mười ba năm cổng dung nè. Con chụp trên lỗ tai cái nó bóng nó bị gối nó chùm chùm á. Nè chụp đại hợi hợi đi gỡ ra cho người ta lấy miếng bông mắt lên. Đây tính chi 16 hết đi. Đúng rồi 12.500.000 nhẫn nam sòn. Nè 13 năm là bông Vinh đang đeo nè. Một đôi. Dây chuyền LV nè có 1 sợi một nè. 13 triệu nè. Em xả đơn với mấy chị giá 8.5 triệu. Trời ơi mấy chị sòn nha 8.500.000. Nguyên cái chữ LV đó là sòn luôn. Dây là từ 4 tấc tới 5 tấc đeo được luôn mà em 8.5 triệu. Một sợi duy nhất. Một sợi, một sợi. Rồi ghi mẹ.
Rồi chị nào hỏi em cặp xe nè. Kêu người ta lên Berlin đã cái nến hình hoài mấy chị này á. Gì không á. Rồi 8:30 vô chưa? Quanh Nguyễn nè. Rồi bé hết nè. Học xong thiệt Ngân ơi. Chủ trên đó học ba ly xong thiệt. Rồi dây chuyền này em lên nè. Em có 5 dây màu trắng, 5 dây. Để coi bao nhiêu trắng, bao nhiêu hồng. 1, 2, 3, 5 trắng, 5 hồng. Lên ý tiếp nè. Rồi bây giờ mấy bà muốn ý sọn hay bà ý ai biết đâu, tôi lớn này cái bà đội kia nè. 12.500.000 này vô cho cô nè con. Ngọc Hân 12 năm nè. Rồi 12.500.000. Rồi Ngọc Hân 12 năm. Ai biết mấy chị cần gì mấy chị ấy em lên nè, còn không lên sang kẻ cũng được. Rồi em lên xen kẻ ý xong, mấy chị em lên dây này xong em lên ý. Rồi đem lên, em lên từ từ em xen kẻ cho ước cái gì. Vô nhắn nam đi con. Thiên Lý xã nè. Giờ 12 năm còn đó chị. Nè chị Trung Hà. À à. Rồi đem lên cái 10 cộng dây này với mấy cái nhắn nam đi. Dây bà liên đợt này dày dày sắn chân nè, mấy chị kim cương dày 13 triệu sale cho mấy chị luôn, giá 8.500.000. 13 triệu sale 8.500.000, không phải dây ý đâu nghe, sòn nha. Mà đập này về dây dày hơn theo chương trình mấy chị đó. Mấy chị vừa phải bự, vừa phải ghẻ, vừa phải bền, vừa phải sáng, vừa phải đổ đồ lốt nữa. Đó, đầy đủ. Cho nên có nhiều chị hay nói ở dưới quê đó, dưới quê đó, quê đâu mà quê. Người ta thành phố Long Xuyên loại 1 rồi. Quê hoài hà mới bắn có bông đó. Rồi chốt cho 8.500.000 dây đang đeo. Rồi Thái Nhật Linh 5 dây. Cạc tia sòn, rồi tối chuyển em ok, chuyển đặt cọc 2.000.000 đi. Rồi 8.500.000 5 sợi, ai nhanh còn chậm mắt. Rồi nhẫn nam đấy 12.500.000 tròn đó trên. Rồi màu hồng là 9.000.000. Không có gỡ mặt ra được, nó dính chung. Đây à. Màu hồng là 9.000.000, màu trắng là 8.500.000. Ai thích cái gì lấy cái đó. À màu hồng. Màu hồng mới Vinh có 5 dây, màu trắng mới Vinh có 5 dây. Này à, cạc tia màu toàn nè chị, toàn nè. 8.500.000. Anh Nguyệt. Rồi 8.500.000, màu hồng là 9.000.000. Rồi màu trắng còn 2 sợi nha các bạn già. Màu trắng còn 2 dây. Màu trắng bé còn 2. Rồi lên lắc sòn mảnh hay gì. Đó 2 sợi dùm em đẹp lắm mấy chị. Lâu lâu nó có cái dây nó dày dữ lắm. Mấy chị đeo rất là bền nè. À, sòn 18.000.000 mới chốt được đó. 8.500.000 còn 2 cộng nha. Rồi em còn đây 2 đó. Con vô 8.500.000 cho người ta đi con. Trời tôi giờ đẩy vô con nhà mà chị. Ai ơi nhỏ này tôi đá cái con ơi. Vô chơi sao mày vô có hồi mà sao mày vô. Trời ơi. Có dấu cháy trong công việc không nha bà. Rồi Ngọc Hân nhìn em nè. Rồi còn 2 cộng đó mấy chị ơi. Rồi bé Vinh hết rồi. Mỹ Huyền hả à. Thôi chốt cho 8.500.000 bà luôn màu hồng nha. Màu hồng 8.500.000 luôn nha mấy chị ơi. Chị nào lấy hồng comment nhìn em hồng 85. Hồng 85 nè, màu hồng em mua mắc hơn, mắc bằng màu trắng luôn đó. Ở đây nó có tròng tay năng lượng ở đây nè mấy chị, 4 tấc, 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi đeo được luôn em. Từ 4 tấc tới 5 tấc đeo ok la. Rồi 8.500.000 hồng ai lấy lên luôn em 5 sợi. Rồi em qua tới cái ý một cái cho mấy chị theo chương trình, mấy chị muốn cái gì mấy chị muốn. Đó, muốn cái gì thì muốn em 8.500.000. Rồi qua ý nha. Rồi màu hồng nó mua đi mấy chị ơi. Hồng mẫu đó em nhập mắt hơn đó. Lắc xích vàng hồng còn. Lắc xích hồng còn, cặp hồng còn.
Rồi chi xả 8 rưỡi trắng. Rồi màu hồng tính 8499 đi. Còn vô hồng ghi xăm 8499 nó khác mã đi con. Rồi 5 cộng. Ai lấy màu hồng lấy 8499. Bây giờ em đào quá. Rồi em lấy này cho nha. Rồi em có dây chìa khóa này sale cho 1,2 triệu. Chìa khóa L là gì? Màu trắng, màu hồng từ 4 tắc tới 5 tắc đeo vừa, nó có tổng tăng tăng đưa. Trắng hơn vừa cho Thanh Hương, 85 này của chị chia xã đó. Hồng là 8499. Đủ chiều dài kim quanh đó, bà lấy nha, em chuẩn bị qua mã đó, kim quanh đó có 5 sợi à. À, lên nhầm banh nhẹ ha gái. Banh hôm qua có đăng nó có 2 mấy triệu đó em. 8499. Rồi dây chìa khóa L là gì? Sale cho 1,2 triệu. Chốt đơn giúp em là 7150. 7.150.000 sale cho 1,2 triệu, cực kỳ là modem. Phối mặc đồ dễ dễ đờ sợ luôn nè. 7.200.000, 7.200.000. Ờ. Tại em nịch tới 2 cái đó chị Kim Tho. Em nịch 2 cái. À, em nịch cái trên với cái dưới. Ờ đưa cái đồ nịch là cái hàng ơi, đúng không, nịch nó hơi đau. Đây là chị 715 chốt cho Cẩm Nhung. Hết rồi. Lắc tay rút LV sale cho 1,2 triệu luôn, đi tại 55 trở lại. Ờ không, nịch nó đau hả bà ơi. Nịch mẹ ngoài luôn nha. Ấy được gì thấy đi. Không giống ai chứ. Mà cũng ai giống mình. Mà mình cũng giống ai. Rồi. Tương cộng như địch, không em ai ngờ cái đồ địch bụng. 85 nè, Ngọc Hân nè. 8499 như nè. Dạ, đau chị. Đau, ở Quỳnh Như vậy xả lần thứ hai nha, lần thứ hai là tội nghiệp với anh. 8499. Rồi, lắc tay rút em sale cho 1,2 triệu. Này em chắc cỡ 60. 9780. 9.780. Nhưng mà cực quá chị Tho. Bông mà 3.500. Cực quá chị Kim Tho Lê. Sự xinh đẹp này nó muốn bị khùng nhá. 9.780 sale cho 1,2 triệu. Nó nhỏ xíu, trên đấy nhỏ mà dưới cũng nhỏ. Ai biết, ở dưới 70 chắc trên 60. 9.780 Dương Lê. Không ham mấy chị ơi, nói chung là cũng hơi mệt mỏi lắm. Rồi những nam em sale cho 1,1 triệu. Nam sale cho 1,1. Xả bông 13 năm trên đăng đeo. Ở là gì à? À là tin rồi xong rồi. Mày xào quằn mày tao nhức đầu quá, ok. Rồi 15.037.000. 15.037. Sale cho giá 1,1 triệu. Dạ nhẫn sòn. Bông đang đeo 13.500 bông sòn. Nhẫn nam có 15 triệu thôi, sale cho 1,100.000. Nhẫn nam đẹp trai một cái giả mang. À, 715 vô tình yêu Cẩm Nhung chưa, từ từ đợi tao chút cho máy bay ơi. Bây giờ tao ngủ hỏi hoài đợi tao chút. Mấy con quỷ, tao lại không mệt ra hoài. Có đây không? Là mầm lơi từ từ phen sao nè, nó đây, nó đây không chín, không chín tám sao thôi, để nhà nào vô ha, ok gọi đầu chưa, ông gầy quên đầu mất tiêu tôi cũng buồn. Quỳnh Nhân Tường lấy dây màu hồng hút mở nhiều hay Vinh? Dạ cho 90. Ai biết nhiều đâu, bác sĩ có bớt đó mấy chị, trả giá đi. Tại em đi mua gì cũng mắc hết trơn đó mấy chị. Đi thăm Mỹ em gì cũng mắc. Nguyễn Phương chắc đi rẻ lắm, chạy giá người ta. Nhà con hết rồi. Bà mua đồ vàng lẹ lẹ về nghe, chứ mấy chị ghé đây là mấy chị chịu về. Mấy chị nghe live stream lạ quá. Đó, rồi em sale cho 1,2 triệu. Nhẫn nam 12.500 còn đó con.
đây 12 năm á. Lên coi. À, vậy tao cũng ca được nó dễ hết tao hay không vậy? À, nhà, bà tào lao, bà dịu dịu, tao đó chết. Do tình yêu hiền Nguyễn, tao đâu chịu dẻo mày. 12 năm. Đây, đi tay để em coi đi mấy. Đi tay tắt 6 trở lại em xeo cho 1 triệu heo. Bông vuông xeo cho 1 triệu hả? Mấy chị nào lên lên chịu 4 triệu rưỡi không? Mấy bà cứ 1 triệu rồi. Cho cái trời, cô chú Duy bộ dừa dứa nó không có cái. Rồi kỳ gì? Chị uống dừa nào có cái đi. À, trời được mày mất cái kia ha. Vậy giờ chú mua con một cây dừa dứa, cái chú mua cho con một cây dừa có cái lấy cái bỏ vô dừa dứa đi chị cho tụi nó. Ờ. Uống dừa cũng hơi bị nhức đầu đó mấy chị. 13 triệu 500 sale cho 1 triệu 2 gam lắc đờ đi ạ. Trời sáng trưng. À nhẫn 6 triệu 9 thế nè, nhẫn sòn nè. Trời ơi 6 triệu 9. Lên mông đăng hình đi hả? Bà gửi vô đi rồi em coi gì em coi cho. Nè, đẹp luôn em nè, 11 triệu bao nhiêu hả? 13 triệu 500. 18 triệu xem 13 năm. Nhắn 12 triệu 500 con chụp cho tình yêu hè Ly ra. Hè Ly Na Nguyên. Hè Ly Na Nguyên ơi con ơi. Thấy em không nói chị đẹp. Thấy nè, thấy nè. Từ từ đọc mấy chị, em đọc cái lưỡi em muốn nuốt luôn rồi nè. Từ từ cũng đọc tới, từ từ. Em có cái lắc chân nè mấy chị xinh đẹp. Sao dụng nụng luôn hả? Trời này sáng chân vậy trời. Xe cho mấy chị luôn giá 1 triệu 2 gam. Có toàn tan tăng đưa 5 khoen nha. Sáng chân nè. Nè lên tay coi có đủ sáng của em nè. Không có một chút xíu đen luôn đó mấy chị. Xe giá 1 triệu 2. Rồi chốt đơn em là 12 triệu. Lên đơn em là 12. 12, 12. Rồi chốt 12. Này bán cho 1150. Con coi cô Su Su gửi hình lấy gì vậy con? Đó, xi men 49 không có đây, chú Vinh lấy ra bán cho. 12 cho 850. Một giữ hàng sáng. Đang từ từ tiền vô cái tao phái. Rồi đâu rồi, đâu thấy đâu. Nè máy nó hết pin nè, vô máy này nè. Nè sạc pin vậy đi. 1286. 12 cho 860 1150 nha. À. Trời ơi đẹp nè mà ếch nè kì trời. Bà Liên tiếp đi phải không? 12 cho 860. Trời cái lắc tay này có 12 triệu à. Đặt giá hơi cao hơn mua sẵn. 15 triệu 800 sale còn có 12 triệu à. Rồi lên bà Linh phải không? Dây này chị nào bỏ lỗ uổng nha. Em có 3 sợi màu hồng, 2 sợi màu trắng. Em lên màu trắng trước 2 sợi. 15 nó ổn sạc. Tao đâu biết, đi mua đi. Em mua tao cũng dây đi chứ không để tao về trong phòng. Nè tao vô đây nè, nhỏ này lâu quá. Đợi tao vô, đợi tao chút. Đến khi mua cục này. Nó đang đau bụng, nó gặp mày, nó không quỷ mày. Trời mấy chị đẹp. Chốt giúp em nguyên cái sợi dây chuyền sòn. Đợt này là dây dày dày nha. Bà Linh dày, hộp cao cấp tắm trắng tươi BBS One nha. 8 triệu 6. Còn tắt cái em đi toilet cho mới được mấy chị ơi. Tự nhiên tao đang bị đau bụng rồi mày ơi. Không được rồi, cái này đau lắm rồi. Em về định ghét mấy chị mà không được rồi. Ai? Bóp là gì? Không, thẻ hả? Trời ơi, ngu nghĩ là em đang nghỉ luôn rồi. Thôi trời, nó treo tiệm cái đường đâu vô. Nhiều khi hồi đó ngân hàng mất tiền ngân hàng nhiều lắm. Chắc vô quá nè, tỷ mấy à nè, chắc vô đó. Ừ, cho chị Thảo, chị Diễm đi, Diễm đi, chút coi sao, nó Diễm ơi, tắt pin rồi, chút coi sao, dòng họ mà. Không ai coi chị ơi, treo mà đi kiếm nó mới trả lại. Ờ, hết tiền em luôn á. 8 triệu 6, 8 triệu 6. Xã 7, 1 năm. Chưa từ từ, xu em đang đau bụng, xu để em xíu. Vậy mẹ,
đau bụng của nó mẹ kiếm em ngoài á. Cho đi lấy thêm chiếc giống gì. Cỡ ở đâu lấy? Từ từ chút xíu em đưa cho. Nè 8 triệu 6 nè. Hai cộng nè con. Đặt tính với em nhiều hả? 13997D có khóa. À, Trần Nhật Diệp My nè. Ha mấy chị đi xuống cái chút xíu lên hàng đau bụng quá. Đợi xíu nha, 5 phút em lên sau nha. Ngày chốt lại Cẩm Nhung hoa đẹp lắm, 13 triệu 500 Việt Nam có một mình chị với em có hả? Cái đem lên màu hồng đi, màu hồng 8 triệu rưỡi nè. Xe có lắc 1150, 1 triệu 2 là rẻ lắm rồi. Còn màu hồng thôi, màu trắng hết rồi. Đây 8 triệu rưỡi màu hồng. Trời ơi, cái dây xa nó dày không đẹp chưa? Đó. Đây rồi, chốt đơn em đi toilet em được. Em bị đau bụng rồi. Thường thường em đi tiểu thì em sẽ nín được. Bông đang đeo 13 năm mới được Ngọc Châu ơi. Màu hồng là 10. Màu hồng là 8 triệu rưỡi nha. Đăng hình bán màu hồng nha. Rồi em xuống cái rồi 5 phút sau em lên. Rồi cho 10 phút đi. Chứ 5 phút không kịp. Đi bộ hết 5 phút rồi. Rồi bye bye mấy chị nha.